Hi everyone, what's up? Welcome. Okay, so we are playing Pickle Park today. Wait, why is my PNG stop moving? Ayo. So, oh, I think my boogie stopped working. What the push? Hold on. Warmer. Okay. So we're playing Pickle Park today. As you can see, the gray one right there is me, the pretty me, and the pink one is Ruli, and the orange one is Hi Thỏ. Trời ơi, hôm nay tụi mình chơi Pickle Park nè Thỏ ơi. Vô bóp nhau cho vui nè. Hello. Hello Thỏ à, hơi lạ là tự nhiên hôm nay stream giờ này đúng không? Hôm nay là collab đó. Collab cho nên là tôi phải stream giờ này thì mới collab với mấy bậc kia được. Hôm nay tôi sẽ collab với Ruli và Châu, Châu đại tỷ. Ok, lát hả? Ok, sao? Ruli react hả? Sao tự nhiên cái PNG của tụi nó đứng yên rồi, có thật vậy ta? Quậy 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 quậy, để chứ, hold on, wait a minute. Của tôi tự nhiên nó đứng yên mất tiêu rồi. What the fuck? Cái dấu, ai dấu? Ok, hello. Ủa em, đợi nha, đợi xíu nha. Sao chết nó lại ấy nữa rồi, chắc cũng không hiểu được luôn. Ủa bị gì ai vô? Em cục thiệt chứ, what the hell chết. Ai xà, alo, để coi giờ nó không hiểu luôn nè mọi người. Ô xí, thế này toàn rồi. Làm sao đây? Tôi muốn có chat mà. Ủa? Kỳ vậy? Trời. Streamer chuyên nghiệp mọi người. Lộn hình. Wait. Để tôi đổi lại. Đó. Đây. Với cái... Ủa tự nhiên PNG nó lỗi ngang chát, ghét thiệt luôn, quá là phước. Đây, save, apply. Ok, để coi. Ủa chát nó bị sao vậy ta? À đế. Ok, như vậy chắc là ủa, trâu đúng tiêu rồi. Tự nhiên vô thấy Châu disappear mà quá là tốt. Không phải à. Cực kỳ cục vậy ta. Tự nhiên cái PNG của tôi nó bị hỏng rồi. Quá là tốt. Low file. Hai cái nó giống nhau quá, lộn hoài. Where is it? Ok, đừng hỏng nữa nha. Gì vậy trời? Aslos. Discord connection fail. Quá mệt. Ok, thôi kệ nó, không sao cả. Bây giờ tôi sẽ unmute. Đây rồi, tôi đây. Oh. Ok. Wait. Đây, Hả? em đây mọi người ơi. Rồi, Trời ok. ơi. Chào. Rồi, đến bà, đến À, bà. đến tôi á hả? Đến bộ giới thiệu ạ. Ok, xin chào mọi người. Tên tôi là Joycelyn Panakia, nhưng mà nghệ danh là Cát. Tên tên trong giang hồ là Cát, cho nên là xin hãy kêu tôi là Cát.
máy mận máy kem. Cái chất bóp của mình nó hỏng rồi mọi người ơi, ghét quá à. Không, sao nãy giờ ra đâu họ cháu thì không thấy gì luôn. Rất buồn, rất buồn. Ok, đợi xem từ tí. Ok, thế là nếu mà mọi người đã sẵn sàng thì thì từ từ. Thì từ từ. Rồi, em sẵn sàng. Ok, thì từ từ. Từ em chưa sẵn sàng, mặt em đỏ quá, mặt em nóng gian rồi. Oh no, lần đầu cho lên TV cho cảm thấy thế nào. Ok. Boom. Tôi đang tính làm gì, tôi quên bán. It's the homie. Ủa? Hòa. Tôi đang tính nói à đúng rồi, tôi đang tính nói là carry rồi chứ chắc nó hiện lên too much mommy. Thiệt hả? Trời ơi. Ok, nó chịu làm cái video chứ. Kiếm hiểu á, chịu khó đấy. Hỏi khó đấy. làm liền luôn. Tôi thấy cái outfit của bà rất là rất là kiếm hiểu. It hợp. Này, tôi có 6 múi đấy, biết không? Mấy hôm nữa công bố đấy, sợ chưa? Ghê. Cho xin mong nha. Cho xin múi. Nó gọi là gì ạ? Gọi là chấm. Nó xong đập mặt nóng ra nữa chứ tôi. Ngại quá. Giờ. Tự nói tự ngại. Mẹ tự nói tự ngại luôn. Velo. Ok, để tôi chuyển. Đây con game. Con màu trắng nhoi là tôi nha mọi người. Còn con màu cam đây nhìn rất là hiền dẻo, ở đây là Châu. Và đây con màu tím này là Lily. Đó. Rồi. Tím đi. Cái này là hồng á. Màu hồng hả? Chắc bị mù màu đấy. Có chắc là mình bị mù màu rồi. Tím mà. Không. Nhìn nó tím mà. Ủa, nhìn nó tím mà nhỉ? Ừ, nó hơi tím đúng không? Nó hơi tím nhưng mà nó là hồng ấy. Ok. Thực ra hồng này là hồng màu tóc tôi đấy. Bộ thần con trâu. Ôi, cái hồng này giống tóc tôi đấy. Nhìn này, nhìn này. Thiệt là surprise. Thôi. Ngạc nhiên quá mọi người ơi. Oh my god. Ok. Em nhắc mọi quay trở lại. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi. Dạ. Ok. Dạ mẹ, con sẵn sàng rồi. Dạ. Mẹ. Ok, chơi liền. Ok, để mình có xem xong xem cửa, xem là okay. Oh man. Oh. Wow. Cái này mấy này có. Cái này đi đây. Để tôi coi thử. Nhiều quá ha. Nhiều cái để chơi. Chatbot hết slack rồi nè. Ok, level 11. Ok. Nghi mày. Rồi. Ok, đi thôi bà con. Ôi chết. Cứ quen thói lấy cái bàn phím ở bên kia ấy. Tức ghê á, chết mẹ. Ôi. Ok á. Em tìm nước phải dẫn vừa cơ. Đây. Rồi. Ôi khó thế nhỉ. Lên, nhảy lên. Lên, chờ. Nữa. Không hay quá. Đây. Có hay quá. Nhảy qua bên kia luôn. Qua luôn. Come on. Let's go. Không. Không được. Phải. Lùi sang đi. Phải đi ra nữa. Ra một tí nữa. Ok. Một cái nữa. Thấy ba cao không? Đấy. Nữa. Nhảy đi Châu. Nhảy đi. Không. Em bà các bà. Để tôi hả? Ok, để tôi nhảy. Lên đi Châu. Lên đầu luôn liền kìa. từng bước một thôi. Ủa? Làm được cái chìa khóa rồi nè. Lên. Được rồi.
đây đây không nghĩ mở đá không đâu 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 từ 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 đây mẹ kia bây giờ quay lại quay lại quay lại đây ôi ôi sorry này ba ai 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 từ 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 ôi sorry từ từ mở cửa trước được cái gì mở cửa trước được cái gì được 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 xuống 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 ok bây giờ đừng có nhảy á đừng có nhảy ok ngon 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 thôi ui mượt đấy trời ơi cái này nó gọi là gì nhỉ ơ vào đi ô vào sao ơ vào đi vào chen nhiều quá vào sao vào đi vào đi vào đi vào vào lúc nào lên lên đi lên lên đi lên ok 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 lên á rồi rồi mượt game là dễ như chơi đá game là dễ ok nó gọi là nó gọi là nó gọi là easy là cái gì đây easy lên 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 cho lên cho bên này bên này lên 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 úp ok ok ơ được rồi không sao ok 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 đẩy vô đấy leo lên đầu leo lên đầu rú vị xuống 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 mới đẩy được hay sao ấy không không cả ba đứa đứng lên đầu luôn nè đứng lên đi ô leo lên leo lên 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 châu lên đầu châu lên đầu rú vị luôn ok ok Đẩy. Rồi đẩy đi, đẩy. Ok, okay. Cả ba cũng đẩy. Ok, yeah, cả ba cũng đẩy. Ok, hiểu. Ố. Ố. Đẩy nữa. Đẩy đi bạn. Đẩy phím. Ok, ok, ok. Rồi đi. Ngon. Ôi giời ơi. Game là dễ. Game là dễ. Ý, ý, ý. Yeah. Ố. 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 Đẩy, đẩy. Cứ dí nhở? Rồi, quay lại. Nhảy lên, nhảy lên. Ok, ok, ok. Quay lại, đây. Đẩy ngược lại bên kia đi. Nhờ. À, ok, ok. Ok, từ từ. Ok, để tôi. Ok, đẩy đi, đẩy đi, tôi quay lại bên này. Ồ, ôi, ok. Yeah. Ồ, đang làm gì ấy nhở? Leo lên. Rồi, chạy qua đây luôn đi. Chạy cái cục đó. Ôi, quay ra kia đẩy. À, ok hả? Tôi cũng nghĩ thế. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi cũng nghĩ là, nhưng mà đẩy sang bên này hình như là phải đẩy lại để ấy. tôi cứ nghĩ là phải đẩy. Mấy bộ lát. Phải đẩy hết ấy. Lát đẩy lại. Ừ. Oh my god. Cái gì ấy? Ôi, đừng bắt Châu gánh áp lực này chứ. Ây, từ. Giờ sao? Trời má. Ủa, được rồi. Cái này là một người ở lên đầu của hai người này xong rồi đẩy à? Đẩy để làm gì? Đây. Oh shit. Ok. Rồi. Không rồi. Nhảy lên đây, tôi nhảy lên. Kia nhảy lên. Nhảy là sao? Tôi đâu có nhảy được đâu, tôi dính cái cục đây rồi. Oh shit. Ok. Ok, ngon. Ở đây. Ở kia. Ok. Ui, đấy, phải chọn chỗ để nhảy. Ôi, đẩy nó xuống đi. Đẩy nó xuống đi, ok. Không mượt đấy, đang mượt. Rồi. Đây. Ê, nhảy đó đấy. Ok. Ơ kìa. Nhẹ. Theo gọi cho xuống. Rồi. Nhảy lên. Nhảy lên hả, ok. Ôi, thế. Bà Châu. Giỡn. À, đúng rồi. Ê. Rồi. Cái này sao? Rồi. Cái này chơi sao? Cái này chơi như sao? Là có một tím con áo gì? Hay là tôi đang nghĩ là để cái cục số 1 này xuống dưới mình. Ok bây giờ bà cát nhảy từ từ đi. Ủa? Nhảy. Tại sao lại là tôi mọi người phải nhảy chứ? Ừ, mọi người nhảy đi. Thì ý là cả ba cùng nhảy. Ok. Đây. Ok, nhảy xuống. Ok, ngon. Ok từ từ. Ôi, áp lực để quá. Tôi xuống, tôi đẩy. Nó rớt lên đầu nữa bây giờ nè, Ôi, đừng có đà. Cứ đưa quá đổ xe. Oh, sorry. Để cho nó rớt xuống đi. Để cho nó. Nhảy hết. Ok. Xuống. Xuống quá. Nhưng mà. Xuống luôn. Để cho cái cục đó dưới đất luôn. Ok. Để cục đó dưới đất luôn. Ok. Ôi, trời, áp lực quá. Không đẩy được. Đi ra. Để em xuống. Ok, đây. Ủa? Giải cứu đâm Châu. Từ. Rồi. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Rồi.
Rồi. Ồ, okay, ngon, okay, ngon, okay, ngon, okay. Ôi giời ơi, ngon, 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 ngon. Đi đi, rồi. Đi đi, qua bên kia đi. Rồi. Ê, nhưng mà hình như... Julie. Hình như... Không, hình như... Đứng, hình đi, như, đi qua, hình đi, không đi được. Qua. Được không ta, đi được không ta, được không ta, ok. Qua rồi á, anh nhảy đi, Hà Châu, Hà Châu. Một, hai. Ra nữa, không ra nữa. Ra một. Ra nữa, bây giờ tôi rơi xuống rồi đấy. Không, một nấc nữa, một nấc nữa, đảm bảo không xuống. Ok, ngon. Bấm nút đi, Châu, bấm nút đi, lên. Ừ, lên, lên, lên. Kể có cái nút kể, có là... Nó liệt kinh dị vậy. Kể đó bạn, cái nút, cái nút, cái... Okay. Rồi. Ok, Châu làm chiếc. Mời các chị em hoa hậu. Ok. Làm chiếc khóa. Lấy cái ấy đi bà. Lấy chiếc khóa đi. Ơ, liệt phím các chị em ơi. Đi 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 ơ. Ơi để hai cái này ấy tôi ơ. Ố. Hoa hậu Đông Châu đang đợi chờ các quý vị giải cứu. Cái đó là chuyện của cái ố cái nào vậy? Cái cửa. Ố. Ố cái cửa ấy. You okay. Làm sao đứng đấy? Đây 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 đây. Ôi trời. Tôi đẩy sang đấy là bạn. Đây được chưa? Em ơi, đẹo đâu? Ấy. Ơ, ơ. Ê? Ê, để tiếp đi thử thế nào. Là sao, là sao, là sao, là sao, là sao? Biết đâu. Ủa, còn cục nào đó mọi người? Ủa? Ừ. Cái đó là... Đi hết. Ủa? Ủa, sao? Ừ, từ. Tôi ra đây thử. Mình phải lại, nếu Ê Châu cũng đi lại được. Được cái đường nào. Được. Thôi, đẩy nó xuống luôn. Đi được. Đẩy nó xuống luôn. Ok, ok. Ngon. Ê, từ. Chơi game bất ổn mà, thả xuống. Ok. Ui, sao cái IQ cao vậy trời? Sợ rất rồi. Từ, không sao, không sao. Đây rồi. Công chúa hãy chờ ta đến giải cứu nàng. Đó. Đâu? À kia. Hình như nó mọc thêm một cái vào đúng không? Ồ? What the... Cái gì bạn? Ơ kìa. Đấy, đấy, đúng rồi. Ok. Ơ kìa. Chết rồi, công chúa rồi mọi người. Yeah, được rồi. Ngon, ngon. Yeah. Lỗi mọi người, mình phát ra những tiếng hét từ kỳ lạ. Nghe không nghe gì? Bất ổn. Ok. Thôi, game là dễ nha. Thử đợi một tí, hoa hậu ngớ nách. Rồi, gãi đi. Gãi rồi mới đi được chứ. Ok. Mọi người tưởng đâu tôi bị ghẻ. Ồ, ok. Lên đi. Vô. Hết bài nhìn xuyên nhìn. Được quá. Bye bye. Cái gì đấy? Có được ở dưới này không trời? Này khó nha. Ê, còn đường khác không? Đi dưới này. Tôi lấy chìa khóa ở đây. Từ, ba đứa phải lên. Ba đứa phải lên. Đi chào. Ủa đâu kìa? Ủa nó tự hả ta? Từ, ok. Nó đẩy mình xuống nữa. Em rơi, buồn ấy. Ok. Đừng để em lại mà. Ok, chạy qua. Nữa, ok, chạy nữa. Nhất kiếm à. My god. Rồi, ok, cùng nhảy qua, ok, xuống. À, ngon chưa? Từ. Ok, nó lại. Hỏi đi chứ mà. Sao rồi? Nước em lại ở đây. Oh shit. Rồi, ở đây. Ở rồi. Từ, đợi em cái gì ơi. Đợi mà. Nhưng mà. Đẩy tụi mình chứ không. Không được. Nó không. Ok, đi vào. Không được. Đi vào đây Châu, đi vào đây. Ôi, mình đứng đây mình chờ, ok. Mình đứng đây mình chờ. Bù vô được đi, bù vô. Ok, đi đây. Từ, bình tĩnh. Ồ. Lên. Ôi lại là Đông Châu cầm chìa khóa à? Sợ thật đấy. Ok. Vô. Thôi. Game là dễ. Game là dễ nhò. May là có 3 đứa chơi thôi, 4 đứa chơi không biết sao. Công nhận.
Ủa hết rồi. Thôi chơi cái khác đi mọi người. Em buồn đấy. Vậy được. Khó nữa đi, thử thách đấy. À thế à? Thế à? Thế à? Thế à? Ố, có cái dây gì nè mọi người. Trời ơi, chúng ta chơi BDSM đúng không? Người tình duyên á. Ê, từ từ. Từ từ nha, từ từ nha. Vậy tờ hồng vẫn quanh chủ chó. Ê ơi. Ok. Oh shit. Ủa, ôi, ấy, ấy, đây, đây. Ây dô, bà Châu đi trước, bà Châu đi trước. Khác ở giữa nhờ. Ok, đi. Trời ơi, sao mà cột nhau như vậy, kỳ quá mọi người. Kéo tôi. Đừng có nói nữa, eo ơi, dơ quá. Kéo. Kéo lại. Nhéo, nhé đi Châu. Từng nướng nhảy sang. Từ. Đây. Ok, nhảy đi Châu. Hả? Lên đầu Châu xong rồi nhảy đi. Trèo lên đầu Châu nhảy. Được không ta? Trèo lên đầu nhau. Ừ, được, có được, mà. Được. Nhảy đi. Rồi. Rồi. Trời ơi. Sao mà cứu được? Em sao mà... Thôi rồi. Hai đứa kéo trọng. Đâu một đứa kéo trọng lực của hai đứa làm sao mà nhảy được. Đây nhảy này. Nhảy sang đi. Châu nhảy sang trước. Không nhảy được. Ê cái cú đấy thật là ngoạn mục. Đi tiếp đi. Dịch ra nữa đi. Dịch ra thêm tín nữa. Đây. Ok rồi. sang. Nhảy. Rồi. Ok. Bà kia nhảy. Ok. Đến tôi. Rồi. Ôi đời. Ui đẹp quá. Rồi. Lên. Ok. Từ. Nhảy được không? Ok. Ok. Đẹp quá. Sang. Ừ xong kéo tôi lên. Ờ không cần à. May thế. Đỡ áp lực. Ok. Một đứa xuống. Mới tôi. Đừng. Từ. Ok bye. Chết chả. Đây. Tôi lên nhá. Đây tôi lên này. Tôi lên. Xong bà cắt lên luôn. Ok. Cắt. Oh sorry. Tôi lên được. Dây. Lên. Lên lại. Lên lại, okay. Đây. Lên. Ok, tôi lên, thằng bà cát lên. Okay. Ok, rồi. Đi. Giờ. Mà xíu chỗ. Được. Ô. Cổ tôi bà. Hắt cổ tôi. Ok. Người thất cổ là người dưới này nè. Hi mày. Đi. Hello mày. We're playing. Nào đây? Hu. Con này ở ngoài. Tôi. Đóng cửa. Đó. Xong chơi. Xong đi được. Số đấy nhỉ? Thật đấy. Chào đời. Đi. Ok. Giờ. Clear. Rồi. I'm like. How you doing? Là dễ. Từ. We're playing Pickle Park. Ok. Hai nha. Ok. Hết giờ. Yeah. Tôi căng thẳng có mặt nóng. Hết chờ BDSM hả mọi người? Ê ố. Bye bye mọi người. Bye. Đã bảo là đi cùng với nhau mà. Đi. Đi sao? Đi sớm. Cái này phải leo lên đầu nhau. Tôi nhớ cửa này rồi. Phải leo lên đầu nhau. Lên đầu nhau. Ok, không. Đi đâu, lên đây. Lên trên này đã. Đi lên okay. Trên bậc này đã. Okay. Xong bắt đầu đi lên trên đầu nhau nha. Ok. Em game gì mà cứ chém đầu những cổ nhau hết sợ. Lên. Lên. Game thắt chặt. Nhưng mà tí nó có một cái ở giữa là phải nhảy lên phải nhanh ấy nhá. Yeah, bạn lên chìa khóa đó nha. Chuẩn bị tinh thần đấy nhá. Ok đi nè. Nhảy lên Châu, nhảy lên. Yeah. Đi. cái chỗ này hơi khó. Ok, để tôi đứng lên đầu cho. Ok. Thì đứng lên đầu cho. À đây. Đây. Ok. Đi. Nương, ghê quá, nhiều quá. Ghê quá. Wow. Ui, ghê cả rừng. Củ gừng. Ghê cả rừng. Mọi người, mở cửa. Mở cửa. Wow. Đây, game là dễ. Get chưa. Hello Taki, hello. Baruli, cánh gánh cong lưng. Baruli gánh cong lưng. Chỉ cho bách, ok. Ố, chìa khóa đi mọi người. Ui, cái gì này? Ơ kìa, tại sao nhảy cho tôi? Một đứa xuống thôi, mày nó chui. Đấy thôi, đây, tôi xuống. Không. Kéo em đi. Bò nắng quá. Mấy bà chạy đấy hay là bò nắng bà chạy kia, tôi xuống. Ok.
Ê, tí nữa. Không được, kéo tôi lại đi, kéo lại. Nó phải có một cái, nó không phải có một cái kiểu như là chạy theo kiểu vòng cung từ từ. Ok, rồi, bà đứng ở cái chỗ ấy xa thế, đi ra. Ok, đứng đây nha. Không được. Bà khát, bà... Lên lại. Ok, rồi. 1, 2, 3 ơi. Ê, okay. Okay. Vậy tôi đứng gần bực nha. Ok. Đây nha, đứng đây nha. Đứng gần thêm một tí nữa. Ok. Đó, ok, lên. Nóng quá. Cháy quá, gọi cứu hỏa đi. Ngon. Cái chỗ này cháy nha. Từ từ. Ok. Xuống. Ok. Ok quá. Cháy thế. Cứu hỏa đi. Ok. Từ mẹ. No. Từ từ. Không, cái đoạn này không chơi. Đoạn này không chơi thế được. Ok. Ủa cái gì sao tự nhiên cái khóa nó rung rung rung. Nhiều tính á. No. Đây. Chắc tôi bấm lộn nút của cái khóa mọi người. Ai biết? Okay. Ủa, ai lấy cái khóa làm đồ chơi vậy kỳ quá. Sao? Đây. Tôi lên. Ok. Ôi đẹp quá. Ok, ra người lên. Kéo đi trước. Châu ơi, ta bảo Châu này, Châu ra ngoài ruộng, Châu cày với ta. Lên đi. Ok, bà cắt. Cái này giống là kiểu đang hấp hối giữa hai cuộc tình cái gì? Lên đầu tôi trước. Ok, lên. Ok, bà Châu đứng. Xin lỗi. Đây, chỗ này. Ok, lại. Ok, lên đầu. Ok, rồi. Cười sao? Cười sao? Kéo tôi này. 1, 2, 3. 2, 3, chạy. 2, 3, chạy. Lên. Không được. Ủa, như nào nhỉ? Quên này. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chạy. Ok. Đúng, thôi. Biết được. Giải cứu. Sao ấy nhở? Ok, kéo thử ra hai bạn. Chạy vô. Phải không vậy? Từ từ nhở. Hay là bà hai bà kéo tôi đi. Ok thử. Trời ơi, như ba đứa sinh đôi, có cái dây rốn nó cuốn lại. Sợ thật. Sợ thế. Đi ra nữa bà. Ok. Ờ, kéo. Ôi, không được. Xuyên được. Hai bạn chạy đi nha. Ok, 2, 3. Yeah. Là cùng Hậu. Ok, vào đi Á Hậu, vào. Cái gì bất ổn. Đông Châu, đâu, nó gọi là gì nhỉ? Đông Châu, Việt Nam. 2022. Rồi à? Thôi cứ y điểm cho nó gần gũi. Châu ơi, ta bảo Châu này. Châu ra ngoài ruộng cày với ta. Ủa? Cái này sợ. Đây. Ấy vào người ta. Chơi này sao? Như là bà phải lấy cái, bà phải để này để nó bắn vào. Sợ. để cho nó đâu. Đây, đẹp quá. Không được. Lại. Lên đầu mình. Lại. Ừ, cái này phải lên đầu mình hay sao ấy? Ủa tại sao?
này phải lên đầu mình á. Xin mời các bạn trong chat lỡ này, tập trung chưa? Chưa trả lời ai. Sorry, sorry. Ừ. Hello, hello, hello. Mỗi qua nhìn chat một tí thôi mà làm gì, từ từ, từ từ. Mọi người bảo mày đi. Quá mình. Ê, ok. Đây, đây, đây. Kéo ok. À nhưng mà không, một cô nhưng mà phải kia có ô, đây tôi qua phải, nhưng mà phải canh canh chỗ nó nhảy xuống ấy. Ừ, canh chỗ đây, rồi hình như là ừ hình như tầm chỗ này hay sao. Ô ô đẹp nghệ đẹp nghệ. Ok rồi. Thêm một quả nữa, con kia nữa, con kia nữa. Đây nó từ từ lên đây. Ok hứng nha, hứng nha. Thôi ngồi. Ok lại con này, lại con này thôi. Lấy thùng này coi. Ok ai hứng đi, ai hứng đi. Ờ từ 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 từ. Đây đây đây. Ấy lại, ấy lại, ấy lại. Ồ, nhầm. Ơ kìa. Xin lỗi. Ok. Đứng đi. Đứng. Ờ đi ra. Ai tôi đứng cho. Đây tôi đứng cho. Đây tôi chờ mai đứng canh chờ. Hello. Đây tôi đứng. Rồi. Tôi đứng đây. Ừ. Tôi đứng cái này. Hết chỗ rồi. Ồ. Đây tôi đứng, tôi hứng này. Ok. Cho bắn đi. Ông nghe rồi, sợ cho bắn đi. Sợ hả đấy? What the fuck? Cái gì ba? Ủa thì okay, okay, ủa thì cái này là cái đồ để bắn phải đúng không? Ủa. Đừng cứ nói vậy. Ủa sao nó cứ ra đây thế? À, tôi không nói vậy, chỉ có bạn nghĩ vậy thôi. Ủa. Ừ đúng rồi đấy. Tôi không hề nói vậy. Ơi ngon. Ok. Đầu óc bậy thật là đấy. Mấy bà. Ok. Ok được rồi Châu, đừng tiến nữa ok. No. Ok. Giờ sao? Sao tụi mình lại đứng như thế này? Tao biết ngay mà. Ủa rồi cái này chơi sao? Hốc ra mồ hôi nấy. phải ai ra bên kia hứng đi kìa. Lấy hứng để, bây giờ nhá. À, tôi nghĩ là hai cái này phải để đồng đều, tức là phải để trên đầu cùng lên trên đầu tôi luôn. Ờ. Ok. Hiểu. Ok. Bấm đi Châu. Rồi, Kìa Châu. Bấm đi Châu. Một. Ok, một. Ok. Rồi. Ok. Ngon rồi. Ok. Đây. Ok. Châu. Ờ. Tiếp lên. Để đi Châu. Vô. Để đi. Không được. Không được. Không chơi được thế đâu. Ok. Thế đẩy cái số trên xuống. Hả? Lên đi xong rồi đẩy một cái xuống xong rồi bấm lại. Bắn lại. Okay. Tôi bảo đẩy một cái xuống thôi, đẩy hai cái xuống là thế nào ấy hả? Ôi từ. Ôi đừng có đẩy ở đây nhá. Ok. Ôi Châu. Ok, để lại Châu. Ôi đừng, để tôi sang lấy tôi hứng. Ok. Tôi đứng lên tôi hứng. Hai cái không ấy đâu. Ok. Không, hai cái không, nó không bắn cả hai cái đâu, chỉ một cái thôi. Ờ đúng. Buồn thật đấy. Sorry, lại nào. Ok. Đây. Đây. Ui nghe, cả cũ. Ok. Rồi, tiếp tục. Ok. Rồi, quá hứng chưa? Đây. Để Ruli hứng đi. Ủa, chỗ đó hả? Chỗ đó. Ok. Ồ, đúng chỗ rồi. Yeah. Ôi trời ơi. Ôi, đúng hai cái sừng. Ok. Gọi sao lên? Gọi cho tôi lên. Đây. Lên đi. Ruli hứng tôi nha. Ôi, ủa đẹp quá. Ôi, cái này mà mình à. Ôi, cái đội hình. Ôi trời ơi. Chụp hình. Từ. 12 chụp hình. Ok. Rồi thương một cái đi. Mua Hello. Xin chào chat của mọi hello người. Hello mọi người nha. Ừ. Hello B. Ta kêu vào là Ruli có hai sừng mới mọc.
cái sừng này hơi đẹp bị đẹp luôn. Sừng quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Tôi chụp ảnh rồi, tôi chụp ảnh rồi đó. Vâng. Ok. Ô, có bạn mới này, Vong Gola này. À, hello. Chào. Hello bạn. Xin chào. Hello. Và bọn mình đang thử thách tình bạn. Yeah. Game. Thử tình bạn là nghe sợ gì? Thử thách sức mạnh tình bạn. Oh, cái gì đây? Ok, ê, 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 ăn. Phải ăn hết, phải ăn hết, phải ăn hết, phải ăn hết. Ok, ăn hết vô, ăn hết vô. Không được có. Mẹ ba đứa hình như hơi loạn thì vậy. Ok, tôi ăn hết bên này rồi. Cố lên chậu, cố lên chậu. Ok, sao. Không, ở trên. Châu đi lên trên đi. À đây, bà cát. Dậy, dậy, ở lên đây với tôi. Hai đứa đi. Lên đây với tôi chậu. Ba lên. 8 giây, nhanh. Chạy đi. Lên được không, come on. Ok. Ayo. Lên. Ô, đây rồi, phải ba đứa cùng một khung thì mới được. Ôi, chết cha. Thôi được rồi. 14 giây rồi. Không sao. Chiến thắng. Từ. Đây. Hello. Nhảy đi cô. Nhảy. Nhảy đi cô. Đây. Nhảy. Hai đứa nhảy đến đầu nhau, đúng rồi, chính xác. Ô, đây, nhanh. Nhảy cho, nhảy đi. Ok, từ. Ê, từ. Okay. Dừng game. Đây, em đây. Chiến thuật. Chiến thuật là bây giờ là hai, tức là phải ba đứa là cùng một khung, tức là phải sang trái hoặc sang phải. Giờ sang trái hay sang phải này. Ôi chết cha. Sorry, thế là vẫn bị ấy à? Ở nó bắt tính giờ với game chứ mình tưởng mình cheat được thì. Ghét ghê. Bà Châu. Mà chết chết trời. Hả? Từ. Nhảy đi. Try. Okay. Từ. Ủa Châu. Mình. Ủa Châu. Em đây cô. Em muốn mà mình bá kéo sao mới đẩy được luôn với nghe chứ. Không, đây. Ấy, cái ok. Thôi. Sao nữa? Ê, từ trong chat tôi có một bạn tên là Vongola mà tôi không biết là bạn người Nhật hay là người Việt hay là người nước ngoài. Hello Vongola. Hey. Ok, lại. Trái trước nhá. Ok. Trái là bên nào? Okay. Wait. Okay, bên trái mà Châu, trái. Ôm lên, xin lỗi, nhầm bên. một đứa lên giúp tôi, còn một đứa ở dưới ăn. Đây. Bên dưới đây. Ok, bà cá. Không phải nhảy lên đâu đi. Đi. Ok. Lên. Ôi từ. Đây. Ok. Được không? Ok. Để cho em xuống dưới được. Ok, xuống dưới đi. Đừng rồi, để tôi xuống không? Rồi, bà cát lên đây giúp tôi với. Bà nhảy đi, tôi đứng cho. Tôi lắc quá. Ok. Lên. Bà nhảy lên đầu. Bà chỉ. Ok. Bây giờ nhá. Ok. Ok, bà chỉ việc đứng lên đầu tôi thôi, xong rồi tôi cho bà nhảy. Ok. Nhảy thì cứ nhảy lên đầu thôi, nhảy thôi không cần phải đi. Nhỏ đầu. Lên. Ok, bà cứ. Ok. Ủa, tôi nhảy vô cái đó. Ok, đi. Sang bên kia. Rồi, bà Châu, ok, bà. Cắt đi bên tôi. Đây. Bye bye. Có mở được cửa quái đâu bạn. Ok, almost there, Sắp được rồi. Ồ, nhanh rồi, còn tầm 10 bán nữa thôi được xong rồi. Ok, không sao. Ok, bà cắt lên. Mẹ, từ này rất gồm. Let me help you. Ok. Rồi, nhảy. Ok, đi lên. Nhảy. Ok, đứng đấy rồi. Lên. Ok. Rồi, tiếp tục. Lên. Rồi, quá ngon. Rồi, tốt. Ok. Rồi, ngon. Đi. Sang. Sang bên kia. Ok. Nhanh. Ok nha, ok, rồi đứng. Cái. Bà Châu đi lên đây. Đây. Ôi được, từ. Có quá vậy. Giờ nó bay lắc quá vậy. Ở đi. Đây. Kìa. Không lên được. Mắt. Ok, còn 2, 4, 6, 7, ok, không sao. Ok. Rồi nha, ok.
Rồi, 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 bà Châu lên, cho bà Châu lên đi. Đi. Tôi sẽ cố gắng. Rồi, ngại, nhảy lên. Ừ. Ok, đứng lên rồi, nhảy. Rồi, tiếp tục. Rồi, ngon. Hay rồi. Quá. Ừ, đó, hai bà lập bên trên đi, tôi lập ở dưới cho. Tiếp, bên đây. Ok, đây, nhảy đi. Nhảy xuống. Ừ, trên mẹ, không sao. Sao mày đi trước? Lên Châu. Châu. Ôi sao xong rồi. Lên. Rồi. Kìa hai đứa đấy. Ok, tôi lên đây tôi nhảy. Hai bà đứng đấy. Ok. Bà Châu. Bà Châu ngừng hoạt động luôn đấy. Lên. Sắp kìa. Tầm nữa là xong thì. Dễ mà. Dễ. Rồi, ok. Châu lên được không? Lên đi. Cố lên. Lên. Đi Châu. Đây, lên bắt đầu. Lên nhanh. Nhanh chưa? Ok, lên đầu thôi. Ok. Lên đi. Khỏi đứng lại, lên. Này. Tiếp. Ngon. Ok. Quả cuối. Ok, bây giờ nhá, bên chỗ này nhá là ok, bây giờ bạn nhảy lên này, bạn nhảy lên này. Ok, bây giờ chạy lên đây, nhảy. Nhảy đi Châu. Nhảy sang bên. Ok. Lên đầu thôi. Ừ. Tôi lấy rồi. Ok, lên. Qua đấy đi Châu, qua đi. Qua đi, tôi ở dưới. Xong rồi tôi lên tôi hỗ trợ. Ok. Lên đầu tôi Châu. Ui. Lên đầu. Ok. Qua đây. Không sao. Đây. Oh shit. Ui, gần được rồi, sợ ấy. Gần được rồi, không sao. Rồi, tôi ở dưới. Đi. Đi qua giúp bà Châu đi. Đây, tôi lên tôi giúp bà. Ok. Trời, con quỷ này nó có thể nào chạy nhanh hơn không? Ok, go. Đi Châu. Lên kiếm. Ok, không biết giải cứu. Rồi, lên. Để tôi lên. Ok. Lên đầu tôi cũng được. Hai đứa mới được. Nhanh. Ok, xong. Tiếp. Ta đứng nữa, đứng thêm một tí nữa. Ok. Ra nữa, bà Châu ra thêm một tí nữa. Bà Châu ra thêm. Đúng rồi. Ngon. Sang. Hai đứa sang. Ok. Ok. Rồi, mới dưới đi. Ok. Cho tôi lên đầu. Ok, lên đầu. Ok. Ê, kìa. Ơ, từ, không vội. Phải xuống cửa nữa cơ. Biết. Được rồi. Có ai cả. Tiến bộ, được đấy. Tiến bộ, ok. Ok. Vừa giúp Rulie nè. Bless you. Như bà Châu bảo vừa mát gì thì phải. Oh, sorry. Ok. Ok. Lên. Không phải tới gì đâu, đấy là tiếng kêu của Relief ấy. Ok. À, thế à? Ok. Nữa. Ok, ngon. Ok, từ. Lên. Ok, tôi lên đây. Hai bà đứng đấy trong khi tôi ăn ấy thì ok, để tôi ăn nữa. Ok, được rồi, Châu lên đi, Châu. Lên. Lên nào đi. Cố lên. 17 giây nữa. Cố lên. Yes. Ôi trời ơi. Oh. Yeah. Oh. Ngon. Oh. Rồi, tiếp. Ok, đứng chỗ này là rồi. Đứng bà đứng tại ok. Nữa, nhảy sang. Yeah. Rồi, ngon. Đi. Let's go. Ôi trời ơi. Hình như là đứa có chìa khóa phải đi trước hay phải. Ừ, đúng rồi. Khổ không? Cứu đông Châu. Ok rồi, tay nhanh lên. Châu lên. Châu cố lên. Đi ra nữa thì ok. Không lên được, phải không? Giải cứu. Này, hãy giảm lên người tôi đi. Kỳ quá nhanh. Nghì quá. Ok, tiếp. Ok. Đi. Ok. 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 No. Ok. Đợi. Đi sang bên kia. Ok. Sang đi. Ừ, đúng rồi. Lên đi. Rồi còn 10 giây. Lên Châu. Tao kịp mất rồi. Ok. Từ. Đây, không sao. Extreme bất ổn. Oh no, ok. Huấn có phải nói giọng Loli thôi. Hello, Barry. Ê! Cringy, bà đừng để tự ói đây nha. Nè. Ok, ngon, lên. Là... Rồi, ok. Nó bảo là nhảy xong rồi đứng hết đầu người ta cơ mà. Rồi, nãy.
Nãy ai không phải tôi là sorry. Không, tôi lên được không sao đâu. Bà cát, bà. Thì lập đi, mọi người, bình tĩnh. Tôi lụm kịp mà không sao. Chết bà. Sorry, bất ổn quá. Tôi lại. Chúng ta có nhiều cơ hội để làm cuộc đời mà. Ok, không sao. Ruli hứa là Ruli không bắn tôi mà. Ruli dối cha. Được dối cha. Sorry, ai, đấy là ai chứ không phải tôi đâu. Ok. Ok. Đâu mình bình thường mình dịu dàng rồi. Ok, còn lại. Được rồi. Ui, còn ok. Ngay. Ok. Tôi vào đây. Châu đi. Ok, châu xuống đi. Ok. Yeah. Ok. Oh, còn 20 giây là mọi người. Ok. Ok. Ơ chủ quá. Lên. Ok. Để cho khác đi trước. Khác đi trước. Ủa, sao tôi tự nhiên tôi có chủ khóa đấy nữa. Ok. Và. Chuyện gì đã xảy ra đây? Hả? Ủa, chuyện gì đã xảy ra à ta? Lên đi cát. Lên đi. Ủa sao cứ rớt xuống đầu bồ hoài vậy? Không biết luôn á. Tại vì nếu mà lúc mà nhảy bạn nhảy thôi. Ok. Ngon. Ok, lên. Ơi đây. Ok. Rồi, Châu chạy sang. Qua luôn đi Châu. Hay Châu. Chúng mình trên dưới linh hoạt đi Châu. Cái gì? Thì chân dưới lên ngoài đi. Nghe cái bất ổn phải cái đấy. Chân dưới lên ngoài đi. Lên. Ok, ngon. Ghê. Nào tử hán đại trưởng phù lên được xuống được chưa? Bố lên. Trên được dưới được. Ừ, trên được dưới được nha. Ok, sao. Ôi, được rồi, tôi ở dưới bà Châu lên. Không lên với đâu mà nói tôi lên. Đứng. Ồ, đúng rồi. Châu bước lên. Lên bên đầu tôi này. Làm nào phải cho tôi lên đầu đầu tiên ấy chứ. Đây, tôi lên rồi. Ai lên nữa, cát. Ờ, lên, cát. Cũng mát. Đi dặn đấy. Chơi game này thêm mấy phút nữa chắc là cũng được mấy cục đấy. Thương thả bọn. Biết thương Châu phải. Ôi, mày quá, không nên thương Châu được ở dưới này. Được đầm dưới là vui chiếm. Vui quá à. Vui. Vui. Được nằm dưới có vẻ vui. Đúng. Nằm dưới. Đấy. Nằm dưới chỉ vì ăn thổ hán đại triệu phu. Ờ. Gì? Là trên dưới. Ủa sao mình bay? Trên dưới nào được. Cho tôi lên trước. Ok. Hai bà có vẻ thích tranh nằm dưới nhỉ? Ừ. Không hề. Xin lỗi được chứ. Tại nằm dưới nó khỏe. Go on your head. Ok, để tôi okay, qua okay. bên này. Ok. Ai cầm chìa khóa chạy trước luôn. Ôi, chết rồi. Lên lại. Ôi. Yeah, ông đội bà lên đầu luôn đấy. Đấy. Cái gì? Đấy. Đội cụ ngả nón luôn. Yeah. Sang. Ui. Bình tĩnh. Cú lên. Sorry. Đi Châu, đi. Bà làm. Bà. Oh shit. Sang Châu. Bà làm gì tự nhiên bà non working bà. Ủa. Tự nhiên non working đó. Exact là sao? Ủa? Lên được nữa rồi. Không lên được nữa.
Vĩnh biệt cuộc đời, vĩnh biệt cuộc đời, vĩnh biệt cuộc đời. Hello Barry với Phạm Trung Long nhá. Welcome, welcome, welcome. Nãy giờ chết trước cửa thiên đường thì thực ra cũng nhiều. Okay. Stream bất ổn. Bất ổn. Được 3-4 lần rồi đấy. Đây 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 đây, không sao. Từ nãy giờ tôi đếm 10 lần rồi chứ không phải là 3-4 lần đâu nha. Ủa sao vậy? Lên. Nói. Ok, ok, ok. Được. Rồi. Rồi ngon. Ok, ngon. Tiếp tục, tiếp tục. Kể okay. ra một tí nữa. Ok, ngon. Rồi. Rồi quá ngon, đỉnh, đỉnh, đỉnh. Ok. Ok. Rồi. Cho đi đi, đi. Cho xuống dưới đi, cho xuống dưới đi. Tiếp tục. Đừng có dừng lại. Ừ, đừng dừng lại. Đừng dừng lại nha. Đừng dừng lại. Tiếp tục, tiếp tục. Yeah, ok, ok, rồi. Chết chạy, chết chạy. Không ở con trâu à? Má có đợt quá. Hai đứa đứng lên đầu nhau. Hai đứa, ok, okay. Ngon, vào. Đi, 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 đi. Vào đi. Ngã, ôi rồi. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, 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 rồi. Ồ, như đi cửa nào ấy nhỉ? Cửa 2 rồi đấy. Có phải cửa 2 không? Không biết. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Cái gì đây? Ồ. Ồ. Không được bấm nút, không được bấm nút, không được bấm nút. Không được bấm nút. Vỗ đọt. Hình như là phải bấm nút hay sao ấy? Không được bấm nút. Phải bấm à? Ủa? Phải bấm tất cả các nút à? Bấm chết. Bấm chết. Kiểu tôi bấm là cứ chết rồi nè. Để tôi xuống, để tôi xuống. Nhưng mà hết thời gian thì cũng chết mà. Không, không. Hết thời gian là nó chết á. Không, tôi phải xuống. Ok, ok. Phải bấm nút. Phải bấm nút. Nào mới được. Phải bấm, phải bấm. Phải bấm, phải bấm, phải bấm, phải bấm. Bấm vô cái nào? Ờ đúng. Cái nãy giờ Đông Châu, Đông Châu là cái cánh nặng của cái tin được có. Bấm 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 bấm, hai đứa bấm, hai đứa cũng bấm, hai đứa bấm. Ok. Rồi đi sang bấm. À biết rồi, bấm liên tục luôn, bấm liên tục. Đi sang trái, sang phải đến lúc mà tôi đi lên đây. Ok. Sang phải, sang phải, sang trái, và cáp, và cáp, và cáp, và cáp. Ok, ok, ok. À. Ờ, ok, ok, đúng rồi, sao nữa? Nhanh 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 nhanh, đi 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 đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi 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 một đứa lên trên kia, một đứa lên trên kia. Cái chỗ đó không nhảy cao được, không nhảy cao như vậy được. Một tí, một tí, ok 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 ok, không sao, không sao, không sao. Đây đây đây, rồi rồi rồi, bấm đi cho, bấm đi, đi 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 đi, lên 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 lên, ok ok, tôi lên rồi, tôi lên rồi, tôi lên rồi, xuống xuống xuống, đi 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 đi. Đi cũng được, đi cũng được, đi nhanh 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 nhanh. Nước rồi. Ủa? À hiểu rồi, hiểu rồi. Phải có một đứa lên, có một đứa phải lên trên cùng, một đứa phải lên trên cùng. Ok, tức là chỉ có một cái đứa ở dưới. Ok, vậy là tôi rồi. Thế này nhá. Tôi đi, tôi đi. Rồi tôi ở dưới rồi, tôi ở dưới rồi đó. Châu đi lên. Châu đi lên luôn, Châu lên, Châu đi lên. Châu lên đi, Châu. Châu lên đi. Rồi, rồi lên đầu thôi. Lên 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 lên. Ok ok ok. Lên 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 lên. Ok 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 ok. Ngon 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 ngon. Ok ok ok. Sao ra? Đây đây đây, đi sang, đi sang, sang sang. Qua đây, sang lại cho tôi. À hôm nay Châu không livestream. Sorry mọi người. Lên 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 lên. Nhé nào, ok. Yo. Ngại quá. Ngại quá đi nào. Ngại quá đi nào. Hí. Hí. Ai dô. Ok nha. Ai dô. Ô má, cái gì vậy? Ồ. What the fuck? Tôi phải hỏi nhầm rồi. Ok, ok. Lâm 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 đi mọi người. Bay. Bay đi mọi người. Bay lên bầu trời. Rồi nhẹ nhàng lại bay lên trên cuộc đời. Ôi đồ đất à. Nhạc to to. Bay lên cao sao, như sao, con sao, sao lên được tới tới đó ta? Sao lên được nữa? Lên được thế ta? Ơ? Ơ? Hay là phải nhảy cùng một ba đứa leo nhau vậy? Ôi, kỹ thuật nghe sợ quá. Ôi, đè nhau đi mọi người, đè nhau. Lên, 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 lên đầu tôi này, lên đầu tôi này. Lên ra! Lên lên, bắt một chỗ. Mà muốn gì? Luôn. Mà muốn gì, đứng yên đi. Mày đứng yên người ta mới biết đường mà mò chứ. Đây đây, tôi đứng nghe tôi. Ok ok ok. Lên 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 lên. Ok lên. Tôi không đợi cái lên lên lên. Được. Đây lên. Không lên được hả? Không nhảy được. Ồ thế phải ba đứa à? Phải ba đứa à? Không nhảy được. Phải ba đứa. Yeah. Ý. Kỳ ta. Không nhảy lên được tới đó đâu. Nè. Lên đầu. Game này ác nha chứ không kỳ nha. Ác, ác. Rồi rồi rồi. Ok. Lên Châu, lên Châu, lên Châu. Rồi, lên lên lên. Châu, 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 Châu. Không kịp rồi. Không. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Châu Châu đứng dưới. Ok, nice try. Châu nằm dưới. Thử lại, thử lại. Ok, ok. Cảm ơn đã hiểu cho em. Châu Châu đứng dưới. Ok, giờ chia ra lấy trước. Giờ chia ra lấy trước nhỉ?
chị đã lấy trước xong bắt đầu. Ok. Hình như cái lúc mà tôi chơi hai người với bạn tôi thì là nó cho nhảy cao hơn hay sao? Yeah. Đúng rồi. Ừ. Rồi để tôi sẽ đứng luôn đây. Đây. Ayo, Lily sẽ kêu một chút thanh tao. Oh, sorry, đây. Đây ok. Rồi, ngon. Ok, qua bên kia, ôi, bên kia. Bên kia đó. Bên kia. Qua bên kia. Nhanh chóng, bên này luôn. Cố lên cho, sorry. Ok. Ok, almost. Okay. Gần được. Phải lấy chìa khóa xong nhảy xuống cửa kia nữa kìa. Ừ, thì đó. Đẹp quá. Nhanh, đi ăn. Ăn trước cái tình. Ôi giời ơi. Nghệ thế nhở? Gừng một củ. Ok, một củ. Ờ, đứng ở bên nào đấy? Bên đó chứ thì bên đó chứ. Bên đó. Ok, bên này đi. Nơi nào có chiều đây, lên đó là chân lý hả? Đây, nhưng mà lượm toàn tiền mà không được động nào thật đâu. Ừ. Thì thế. Ơi, tiền này mà nó cứ rơi ra nhỉ. Ngon luôn. Ok. Tôi đứng đây. Em đây chị ơi. Từ. Đây. Lên. Đây. Rồi đi mọi người, đi qua bên kia luôn đi. Bắt đầu rồi, qua. Mình lên được trên đó là mọi người đi luôn đi, mọi người kệ mình. Mọi người cứ kệ mình. Ừ thì đấy. Ủa. Châu. Rồi. Có lên châu. Tôi lên ở đây. Châu. Bây giờ để cho bà nhảy lên được một cái rồi thì mình sang bên kia luôn nha Châu. Châu hãy chọn một chỗ đứng xinh đẹp, tuyệt vời. Rồi đứng đó chờ thời chứ nha. Oh, shit. Xuống. Trời má. Má đó. Ok, tôi đứng rồi, lên. Ok. Rully. Đây. Bye. Trời má. Hả? Ồ. Ok, được rồi. Ủa, rồi, châu, rồi, châu lên, rồi, châu. Rồi, chơi, vậy, chơi. Ủa mọi người, mình linh hoạt nhưng mà nó cũng phải cố định chút xíu chứ. Ok, được rồi. Nãy giờ được có một tiếng rồi, sợ thật đấy. Còn đỡ, hôm trước tôi chơi có hai đứa với bạn tôi thôi mà. Phải hai tiếng ấy mà chưa qua được cửa này đâu. Oh my god. Ok, Châu, lên đi. Ừ, đúng rồi, Châu lên trước đi. Ngon. Ok, ê đi, Châu đi ra một tí. Châu đi sang phần phải. Ok, lên. Ủa, lên sao? Kìa. Sao? Lên. Ok, đi mọi người. Ok, rồi mình sang bên kia. Luôn. Không kịp mất. Ngay luôn mà khẩn trương. Ok. Qua. Ôi, đẹp. Không đẹp. Mẹ ơi, ok. Giải cứu. Từ. Không sao. Giải cứu đi. Không sao. Giải cứu cho. Đây, tôi đứng sẵn đây rồi. Ok. Hãy đến mà chiến em đi. Đánh đi. Đây, từ từ. Really? Ai lên trước? Rồi, lên trước đi. Mình giữ hình tượng trong sáng đẹp đấy. Ok, lên rồi. Đi luôn mọi người, đi. Rồi, đi. Ok. Đi. Let's go. Bên này. Ok. Em như trong mơ. Shit. Lên bà. Nó bay lắc lắm luôn mọi người. Cái đạn sang bị hơi bị dối ấy. Bạn Long bán bảo là bán chơi này một ván là bán đập bàn phím. Mình đập nãy giờ. Không sao. Cứ từ, nó gọi là cái game này là cái game... Châu. Sang nữa hả? Châu biết. Đây. Đây, ôi tiêu. Sang bên kia bà. Để cho ra. Ok, đi. Mọi người, đi. Ok. Ủa, đừng có dừng lại. Ôi, đẹp rồi. Nghe trời ơi.
Trời ơi, sao mà đông lên được vậy nè? Đi vào đây, ở trên tôi giải cái đó. Gần được rồi. Thực ra dần gần được rồi, nãy giờ cũng được nhắc lại tầm 10, hơn 10 lần rồi đấy. Ok, ngon 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 ngon. Ok ok nha. Ok nha. Bên này bên này bên này bên này. Bên tôi này. Chỗ, bên tôi này. Hay chỗ chỗ đứng. Chỗ đứng. Lên, lên đi đâu? Lên đi đâu? Ok. Ok chỗ. Chạy đủ. Rồi. Sang đây bà. Đâu? Ok. Bồ đứng đâu vậy? Tứ. Đây 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 đây. Ok, sang 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 sang. Sang bên kia, sang bên kia. Ok. Bên kia. Go 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 go. Ờ. Sang bên không kia. Kịp rồi. Ê, tôi thấy cũng không đến nỗi nhở. Ngon lành mà. Ngon nhưng mà chưa đến nỗi đâu. Tim bóp của chúng ta hơi có vấn đề. Không sao không sao không sao không sao không sao không sao. Okay, các em yên tâm. Châu, ok ok Châu đứng đó. Ơi, ôi dù. Lên 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 kiểu kiểu đừng shit. Ồ, ok, lên. Ok. Lên đi bà cát, lên. Rồi, rồi, rồi. Sang, 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 sang kia, sang kia. Đứng đây luôn. Ok, tôi lên này, tôi lên đi. Ôi, ôi, chết. Kìa, kìa, kìa. Ở kia bên. Lạc, lạc. Bây giờ ít nhất thì chúng ta phải chết cùng nhau. Không sao, không sao, không sao. Thất bại là mẹ thành công. Còn ba thằng đó là ai không biết. Bạn Long bạn bảo bạn đang kiếm game giải kiếm stream giải trí mà tự nhiên cái game mà nó tự nhiên cái stream mà nó bùng lên. Ok. Cái này cũng giải trí mà nhưng mà hay giải trí lắm. Hơi nóng thế thôi, nóng mà nó cháy ấy. Really lá luôn. Đây. Ok. Đây 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 đây. Ok. Ok. Ồ đủ. Đủ. Gì vậy? Lên. Ok 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 ok. Rồi. Châu. Châu chạy. Đây 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 đây. Đây. Rồi. Tới bốn nè. Tới bốn nè. Thất bại là mẹ đọc con. Không sao, không sao, không sao, không sao. Không sao, mình cứ phải bình tĩnh, tự tin. Đoàn kết nha. Đoàn kết, đoàn bình tĩnh, tự tin, đoàn, 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 đoàn kết là chết hết nè. Đây, 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 đây. Châu. Đây, Châu, Châu, cố lên. Lên Châu, ok. Ngon. Châu, okay. Châu, 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 đi ra một tí để cho cát lên. Mình hiểu tí rồi. Ok. Thì có thể... Sao hai đứa đi xuống lắm rồi? Bất ổn. Ngồi, cái stream này bất ổn. What? Ok. Kiếm bên đây. Ủa, ai đẩy em? Ai đẩy em? Châu. Châu, tại sao bà đang đứng bên chỗ kia? Tại sao bà lại chạy sang đấy bà đẩy? Châu đẩy con mẹ ơi. Châu đẩy con. Châu đẩy con té xuống vực. Âm mưu của ta đó. Chị Châu ác lắm. Bất ổn lắm. Chị Châu ác. Ok ok ok. Rồi. Ok. Được rồi, rồi, rồi. Lên lên lên. Lên đi Châu, lên đi Châu, lên đi. Lên đi Châu. Ok. Tôi lên, tôi lên, tôi lên. Okay. Bà khác lên luôn cũng được. Okay. Đứa nào lên được thì lên. Ok. Ok tôi lên rồi đó. Lên được thì lên. Ok ok ok. Rồi rồi đi đi đi, đi mọi người. Đi 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 đi. Sang 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 sang. Sang sang. Mau mau. Ok đứng đây đi, đứng đây đi Châu, đứng đây đi Châu, đứng đây đi. Tôi lên này. Ồ. Giống như quá, giống như quá thôi. Yeah yeah. Vào 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 vào. Kìa. Vào lên, vào vào. Trời. Trời. Chết chết được. Mua thuốc độc ở đâu? Từ từ. Còn đến sẵn đây rồi nha. Im lặng trong vài giây. Ok 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 ok. Ok, Julie, mời. Kinh lão đắc thọ. Ok. Đây. Ok. Rồi, lên. Okay, ok, ok. Đi đi mọi người, đi 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 đi. Đi 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 đi. Đi đi mọi người. Qua, qua, qua. Ok, tôi đứng ngay rồi. Ngon ngon ngon. Rồi, ok. Bà okay. Châu đứng 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 vào thêm một tí nữa. Đứng vào thêm một tí nữa. Đi vào, đi vào, đi vào phải. Sao phải? Sao phải thêm một tí nữa? Ok. Không sao, không sao. Bây giờ tôi giải quyết bên phải. Ừ. Mấy bà giải quyết bên trái nhá. Ừ. Đừng cười nữa, bây giờ thử phải ngừng cười đó. Má tự nhiên nó nghiêm túc quá mọi người.
Ayo. Ok. Ayo. Ayo. Thôi, lên đi, lên đi, lên đi. Lên đi chào. Ừ, ok. Ok, tôi lên rồi, tôi lên rồi, lên. Lên khác. Ok, ok, đánh cô, đánh cô. Oh shit. Đẹp, đẹp. Ok. Tự dưng mọi người im lặng á, bởi vì mọi người không biết là không thể thắng qua cái bàn nữa. biết là thôi được rồi, dạo chơi tí. 3, 2, 1. À. Gục ngã trước cánh cửa thiên đường. Còn dài, còn dài. Con sâu định giữ hình tượng trong sáng đẹp đẽ và trầm tĩnh á. Nhưng mà có vẻ là không được rồi. Trầm trầm trầm. Tín lắm. Vẫn trầm mà, nãy giờ mà, đúng không? Ok, trầm lắm nhưng mà trầm thì nó lạ lắm. Ừ, trầm lắm. Ok, ui, ui, ui. Lên, ý, châu, đúng rồi, khát lên. Đây, đánh cố đây, đánh cố đây. Đi, mở bức. Lên, vào. Ôi trời ơi. Giỏi quá, giỏi quá mấy em. Cảm ơn. Vương Miện Hoa Hậu đã được trao chúng ta cùng bài tin công tác. Thở đi mọi người, không có đi tin không lại. Cảm ơn đồng bào Tổ quốc, cảm ơn đồng bào Tổ quốc, cảm ơn chat đã ủng hộ. Cảm ơn đã vote cho chúng mình. Nếu các bạn thích cái stream này, xin hãy để lại một like và subscribe cho mọi người. Có vẻ đơn giản. Không sụp được cry nữa rồi. Tôi cry luôn á. Ủa? Một đứa hay hai đứa gì đấy, phải một đứa phải đi lên. Đứa nào không bay lắc nhất thì đi lên đi. Rồi. Mời. Ok tôi lên rồi. Em nhỏ tôi đi xuống tôi biết rồi đấy. Lên. Không. Lên. Đi lên. Ủa không. Yeah. Mẹ. Từ từ Châu đứng yên cho tụi tôi leo lên rồi. Châu hỏi này này. Đây ba đứa trước khi mà đi vào cái hầm ấy thì là ba đứa phải đứng đấy để trợ giúp cho hai đứa lên. Tôi lên, ok. Rồi, lên đi, lên đi, lên đi. Ủa, tôi hả? Ok, tôi lên. Ô vết. Châu chỉ nghe em men quá, cười đi. Châu đi. Ok. Từ, Châu bị liệt bàn phím. Liệt, từ nay giờ cười cũng sắp liệt cơ mặt rồi. Đi, Châu. Nghệ, cho vào trước. Rồi, nghệ đâu, báo. Châu, em bị liệt bàn phím. Liệt kiểu gì cũng phải đi vào trước liệt. Tắt đi kìa. Ok, ôi dồi ôi, ghê chưa. Tắt gõ thêm việc đi. Từ từ, để mình... Ừ nhờ. Trời ơi, ta không biết luôn á, trời ơi, đỏ sao. Ừ, tắt bằng phim tiếng Việt đi. Nãy tôi cũng bị... Trời ạ, kinh khủng. Mọi người 5 giây uống nước đi. Mình nó uống nước đi chứ mình. Chờ 10 giây, chị ơi. Mình tính, tôi đọc chat thế. Đúng rồi. Hello bà ba nha, Sakura, hello. Hello man. Giọng ai nghe man vậy? Chào đấy. Châu tỷ đấy. Tôi tưởng trong phòng không có nước, thế là tôi cầm cốc nước đi, xong rồi tôi làm đổ nước. Sakura bảo là giọng Châu tỷ nghe men quá, cưới đi. Không, Châu là của tôi rồi. Châu là của tôi rồi. Không, Châu. Nhưng người ta đã uống nước mà trời ơi, từ đấy nào. Người tinh tế không bao giờ chơi người ta uống nước. Cát hôm trước không bảo, mới bảo là Ruli là của Cát, xong hôm nay hồi nào chuyển nhanh thế. Tôi bảo như vậy hồi nào. Tí tôi vào chat, tôi caption, tôi vứt lên. Ok, thắt bộ luôn, girl. Phản bội. Bộ không nhớ hả, hồi nãy cái cọng dây đó là cột tôi với hai người luôn á, vậy là hai người là cột tú. Ok chưa? Long, bạn bảo là người ta gọi là easy. Nghệ cả cứng này, nghệ, ba củ nghệ ở đây này. Ba củ nghệ ở đây. Ba củ nghệ đang đấy, sẽ có gọi cứu hả tôi? Phát mồ hôi luôn. Chạy quá, bây giờ nãy tôi làm đổ nước. Cưới.
Vùng gô la bảo là cưới ta đi. Hello, kìa. Hello, Gary. Thế, hello. Thế là luật Việt Nam đã cho cưới đa thê chưa nhở? Không biết. Đa thê, đa phu gì đấy. Hình như ông ngó. Ừ, chắc chưa. Chạy sang Alabama. Hello, Gary. Hello. Hello, May. Chào mọi người. Chào mọi người. Hoa hậu Đồng Châu đang ở đây. Dạ, dạ. Yeah. Miss Grand. Giới thiệu lại lần nữa. Đồng Châu. Châu. Mà, I love everybody. Sao? Nước xong chưa? Cơm. Dạ. Nước xong hết em chưa? Em xong rồi. Mình chuẩn mà bị nước nhỉ? Đổ thì vẫn ở đấy, em chưa lau. Ok, tiếp. Mình, okay, mình lại đấy? Tiếp tục rồi. Cái gì đấy? Ủa? Cái gì đấy? Cái này khó nha. À đây, ok. À ok, đây, thế tức là như thế này. Chờ, à nhầm, cắt đi lên. Ê, cắt đi lên hả? À không, cắt đằng sau. Ôi, tí chết. Ồ, không, cái này là cái chắn điện. Cái này cái chắn laser. Trâu xuống đi, trâu xuống đi, trâu trắng được á, trâu trắng được á, trâu xuống đi. Lên trâu. Nhảy. Ok. Rulie. Leo đầu Rulie, Ừ. À, không. Lộ Rulie leo lên đầu Rulie mà. Rulie lên đầu tiên đi. Ok. Nào, ông lên đầu tao. Ôi giời ơi. Đấy, thấy chưa? Đứa nào kêu leo lên đầu Rulie cái là thấy chết nhăn răng không? Ghen tình bạn nhưng mà trèo lên đầu lên cổ nhỏ. Chết rồi, từ bảo vệ tôi nha, tôi không có gì hết. Leo che nắng che mưa cho nhau này chứ đúng là bạn bè thế. Đây. Vừa mới đang đoàn kết là đừng có đẻ. Đoàn kết là chết hết. Đoàn kết là chết hết rồi. Châu cũng sợ. Không, từ từ. Cute. Nhưng không được. Angry Bird. Angry Bird, cái này Flappy là Bird. cái này là Flappy Angry rồi nha. Flappy Bird. Sao cái fan service này nó non làm sao? Nó làm sao fan service? Fan service chất thế còn gì nữa? Nhớ. Ok, này lên lên lên. Đẩy vô mọi người, đẩy vô. Đây. Chịu khó. Tông vào nhau mới sợ chứ. Tông vào tường. Tông vỡ tường. Một đứa xuống lấy thôi. Anh cho trông đi. Cái một đứa xuống lấy thôi, không tăng tốc độ nhá. Okay. Đi từ từ. Ok. Chiêu. Mày bình tĩnh mọi người. Châu. Mở đầu chuyện gì Châu? Cảm ơn Kelly. Thank you. Ok. 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 Ngon. Lên. Rồi. Rồi. Kiểu bị lên sớm quá. Lỡ lên sớm. Ra sớm đúng không? Đúng. Xin lỗi. Em ơi đừng có như thế. Em ơi giờ quá, em ơi. Bắt đầu đã bảo Đông Châu định giữ hình tượng trong tháng này đã mà. Châu từ nãy giờ có mỗi bà như thế. Ủa sao tụi mình kẹt á? Hình như phải đẩy cùng lúc á. Ok, phải đẩy. Cùng đẩy, ok. Không một người đẩy, một người đứng, ok. Cùng đẩy. Lên. Rồi, okay. Giờ đẩy nè. Đẩy. Em đâu có nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra đâu. Nó phải đứng ở giữa. Ok, đứa nào đứng giữa. Ai đứng giữa cũng được. Ai nằm giữa cũng được. Ok, tôi đứng giữa. Ok. Eo ơi, dơ ấy, người ta vợ chồng nồng thắm mạnh chui, đòi chui vào giữa. Em bắt dậy, này chưa? Đấy, Châu. Ôi, con Châu chết trước khi đẩy rồi. Ê, nhưng mà như kiểu là, đến cái chỗ đấy là hình như là mình phải là, đi là tiến đến lấy ấy, lại thì nó cứ... Tôi, đang rick model 2D, không sao. Sẽ sớm thôi, chừng nào. Rick xong. Ok, vào. Ủa sao nó không biết vậy ta? Nãy mình đẩy kiểu gì ta? Nãy mình đẩy kiểu gì nhỉ? Hình như là bấm nút thôi hả? Nó cái màn hình ngon ấy mình lại.
Mời mời khiến. Ê. Tập cô giác. Mời mời. So cute. Đây nhau mọi người. Ồ mời. Push. Đây 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 đây. Ủa thôi. No push. I don't have a baby. Tôi có model 2D rồi nhưng mà tôi chưa có rig. Lười. Đâu không hề lười luôn. Chừng nào review thì mới đem ra mà. Chưa review nữa luôn á. Không hề lùi. Không có đứa nào review rồi không? Ủa? Trời ơi. Ủa, làm sao mà chết được? Tôi nhích xuống, tôi chừa chỗ cho mọi người để đẩy, mọi người đẩy cùng nhưng mà... Không, hình như ba đứa đều được, ba đứa đều được. Ba đứa cùng nhau được. Ok, ba đứa đẩy nhau là được ha. Ôi, 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 rồi. Buồn quá. Đẩy tôi đi mọi người. Đi. Tôi lên. Không lên kịp. một đứa đi xuống thôi nhá, một đứa xuống thôi, không cần phải ba đứa cùng xuống. Ok, một đứa ở dưới, hai đứa đi trên lên trên. Ok. Vậy Ruli lượm chìa khóa nha. Ok giờ đẩy y ok giờ đây. Ủa, hai đứa đi lên mà cũng chết được ấy là sao? Không phải đâu, cô cắt chết trước. Xin lỗi mọi người. Ok được rồi, không sao. Từ từ, game chill. Okay, không có gì. Chill. Carry đi đâu hả? Oh. Ok. Ê. Hey. Ok. Oh. Này ơi, trời. Sorry. Lỡ tôi. Cháu. Ôi chết rồi. Đi, bay xa quá là không được nha, bay cao quá là không được nha. Bay cao, bay xa là bay luôn. Thấp thôi. Ừ, để coi cái đó nào đâu. Ok. Up chưa lại đi, ok. Để em up cho. Ok, giờ. Ok. Từ hơi trâu. Úi. Trời đồ. Ủa, từ hơi trâu à? Mọi người có thể đi tiến lùi lại được ấy. Có thể tiến lên, có thể tiến lùi đấy. Em bảo là đừng có bay cao nữa mà cứ... Nãy hơi chỉ hơi cao một tí thôi. Chiếc stream bắt ổn. Thay đổi. Mình tính. Từ thôi. Bắt đầu nãy giờ. Bắt đầu wifi bị cá mập cắn. Biết rồi, nên tôi không chơi đá mà khủng quá. Ok. Mọi người rất là bình thường. Oh sorry. Bị lỡ. Sorry, cái bàn phím nó hơi. Rồi, kiểu Ruli ạ. Sorry. Ok. Mới ăn phải gì đúng không? Mới ăn phải gì đúng không? Bay cao thế. Là sao nhỉ? Cả số đá nó ở chỗ tôi mà. Xin lỗi. Tôi lỡ nghe lời thi đồng của đá. Để thế nào nhỉ? Cô phải hút cái gì chứ? Tất cả số đá nó ở chỗ tôi mà. Không hả? Really? Bắt đầu. Ôi dồi ôi. Đây ok. Từ kiểu chat kiểu không tại vì nó sang bên cái màn hình khác ấy. sang yeah, sang bên rồi. Sang bên khác được đẹp lắm. Chắc vậy. Okay. Dạ, từ okay. Uống nước đấy, để tôi uống nước. Uống nước cho mọi người uống cho. Tại cái nách đã khổ quá. Đừng gãi nách nữa. Khổ thế. Người ta có nhu cầu mà cứ đòi người ta không làm. Hả?
kim thiết bị đi chơi thời đại công nghiệp 4.0 rồi, kim thiết bị chơi đi. Làm nhiều thiết bị gãy nách cả gô. Vâng, Vương La kêu chứ thành ngữ tắt máy gánh tiền. Được á, được á, được á. Ờ, link ở chat, link tweet của chat ở dưới description. Yay! Oh, quay chạy sang tweet á. Cắt ở bên tweet á. Mọi người có thể subscribe bên kênh YouTube của Châu trước khi Châu cry thật. Rồi, bên dưới description cũng có của Châu nữa. Có bà post được cái video ở Hoa Gian Tử à? Thứ nhất một cái. Ừ. Mà nói đấy chứ, chỉ có nói thôi chứ không hát. Đúng rồi. Hát hay lắm á, đợi đi. Yeah. Không hề nha. Ôi, ông cô điêu ấy, ông đừng nghe. Hát hay lắm. Yêu điêu ấy, yêu điêu ấy. Điêu gì mà điêu? Ơ, người ta nói sự thật mà điêu cái gì? Nhưng mà chị cứ là em ngại thôi. Chị biết ngại. Tại kìa, thêm vợ kìa, đấy. Thêm vợ kìa. Qua cái, tôi nghĩ sau cái, qua cái stream này ấy là Châu có thêm tầm chục mấy vợ. Cũng hổ hai vậy. Sợ điên đủ lắm. Congrats. Okay, bao giờ? Sorry. Cái gì? Lỡ nói. Châu. Ủa cái gì? Em nhìn sợ vãi. Em như kiểu học toán ấy. Đây là cái gì? Dùng đồng hồ á. Hiểu rồi. À ok rồi bây giờ rồi. ba đứa phải đi ra đây. Gì vậy? Cho nó dừng là... trong khoảng mấy cái á, ô khó ấy. Trong khoảng á. À, trong cái khoảng đấy, ok từ từ. Ok. Thôi nhưng mà mình đi. Nhưng mà không được cái nào ở dưới đâu. Không à? Từ từ. Của mình là ở dưới này nè. Từ. Okay. Mình đợi tí nhở. Tầm khoảng 0.1 chấm bao nhiêu á? 0.1. 0.120. Được rồi. Chờ thằng này chờ. Xin lỗi. Từ. Bây giờ còn 1 thì đứng ha. Tôi đã bấm rồi. Lại đi. Ok. Ok, 100. Bây giờ còn 0 chấm bao nhiêu thì cả ba đứa cùng vào ha. Ừ. Nghe khó lắm nha. Khó. Ok. Cắt bạn. Không, hồi nãy tôi thấy Châu bấm rồi, cho nên tôi bấm luôn. Thế rồi, đừng theo Châu thế, Châu ngại. Đây, bây giờ tôi bảo bấm thì bấm nhá. Ok. Chết tôi rồi. Không được, đã bảo là dưới 1 mới bấm mà. Đây. Nhớ rồi. Để tập trung có không quen. 1, 0. Rồi vào. Ok, được chưa. Oh shit. Oh. Được chưa? Gần. Cái đồng hồ ở dưới mà đúng không? Mình nhìn cái đồng hồ ở dưới mà đúng không? Ừ, chính xác. Xin lỗi. Ủa hay là ba đứa cộng lại ta? Anh lượng số nhục anh đấy mình gọi. Ba đứa cộng lại. Cộng lại hả? Ba đứa cộng lại có nghĩa là đứng đợi. Không mấy luôn á. Dưới không, ừ. Ok. Ok. Mày đừng có để xuống dưới không mà được ấy. Trong nó toán học. 2, 1, 0, rồi 1, 2, 3, vào. Tôi bấm kịp. Ủa? Nó chạy về không luôn mà không bấm được á. 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 vào. Được không? Không được. Gần được. Gần nhau. Được rồi. Vào. 3, 2, 1 là vào nhá. Từ. 3, 2. Rồi bấm kịp. Rồi, không. Xin được. Ok. Tôi bấm thôi. Bấm nốt đi. Chuẩn bị. Chắc chắn lần này được luôn nhá. Thề luôn. Không thể làm chó. Không, ok, vào. Được. Vẫn hơi dư. Biết. Bấm luôn đi. Bấm luôn đi bà. Ok. Ok. Go. Go thì người ta phải kiểu... Cái gì ấy? Không. Được rồi. Ui, gần phải. Cái. Nice.
Dạ, ngon ngon. Ok. Để mình biết tôi bị gì ấy. Chả vô biết được cả lỗi đăng nhập trên PC. Ồ, buồn nhỉ. Chịu ấy, không biết luôn. Có nhiều web ở đây, tôi có Facebook và YouTube. Tôi biết qua YouTube. Trước bài hát trên Facebook mà. Giới thiệu cho mọi người đó là May đó. Ủa, what is this? Cái gì đây? Ủa, tiêu ớt. Lên, ok. Nhưng chỗ này thì phải tôi đi mới đi qua được. Bự quá. Đừng, không cắt. Đừng nói cái gì đây? Tôi nói tôi bự. Tôi nói tôi bự. Vâng, em nhớ. Ê, cái này làm tôi nhớ đến cái tập Oh shit. Làm tôi nhớ đến cái tập mà của Tom and Jerry ấy. Cái tập mà nó uống cái thuốc gì ấy mà nó nhỏ. Alice in Wonderland, một đứa bự lên, một đứa bự lên. Một người to xong rồi, tự nhảy, nhấn chèn nhảy lên trước. Từ từ không. Ok, nhảy lên được không? Nhảy lên được. Lên đầu tôi. Nhảy lên đi. Nhảy kia, nhảy. No. Oh, no, không được. Không được, tôi phải nhảy lên đầu. Tôi phải nhảy lên đầu một người trước. Rồi xong cái người đứng dưới người ta to lên. Ừ, đúng rồi. Đây, nhảy lên đầu. Lên đầu cá này, lên đầu cá. Châu lên. Châu. Ok, rồi, lên. Đây được rồi. Đây tôi lên trước. Ok. Và ok, rồi, cắt đi ra. Được chưa ta? Nữa. Oh, shit. Ủa. Cái thằng bự gì mà nó xuống được luôn á. Người sao tôi lên? Ok, xuống nữa, ok. Tôi không nhảy lên được cao á. Ok, lên đi. Ew. Okay. Nó hơi trợ trơn nhỉ, nó hơi trơn. Nó okay. Trơn thôi. Rully to lên một chút xíu thôi, Ok. Ok, tôi đứng ở đây. Ok. Rồi sao? Đẹp. Rồi sao? Chưa được có một tiếng rưỡi thôi, đã bao nhiêu cái đất thì chắc được. Rồi. Lát trong đây rồi. Sao bự quá vậy? Vào được luôn. To mà vào được luôn. Thật bất ngờ. Ok. Thật là bất ngờ. Yeah. Thở game là dễ. Wow. Ghê nhờ. Đó là cộng sự của tôi đó, Carrie. Đẹp không? Đúng rồi. Rất đẹp đúng không? Rất xinh đẹp. Đây, cờ mới. Kìa. Cái đó là màu của Ruli kìa. Chắc chỉ có Ruli mới đẩy được thôi. Đó, biết lắm mà. Yeah. Ok rồi. Ok, tên này, cái cục này là của tôi. Ủa, nhưng mà đẩy đi đâu? Đang đi sao? Ủa? Làm lại đâu mọi người? Mình làm lại đi không? Chúng ta làm lại đi. Phải đẩy cục xuống. Tôi phải đẩy cục xuống. Yeah, đúng rồi. Ok. Làm lại đi không? Ok, lại. Lại đi. Reset lại, game đi mọi người. Ủa? Sao? Ok. Ok, bị sát rồi đó. Ok, để tôi đẩy ha. Xong rồi đi lên. Đúng rồi. Đi lên đẩy cái cục kia xuống. Yeah, May không có stream. Lâu May vô stream của tôi May chơi thôi. Ai thôi, xem mấy. Ôi, chết. Hả? Là May. May á. Là May à? May à? Cực quen. Tôi không lại được. Trời. Bà Châu đi ra ngoài một tí. Ok. Đi ra Châu. Nó đẩy cục gạch xuống kìa. Đừng có chết rồi. Okay, em đây. Ok, lên nào. Ok, yeah, lên đi. Lên được không? Ok. Good. Mấy cái cục này để làm gì vậy ta? Đẩy xuống hết, đẩy xuống. Ê, từ. Châu đẩy trước. Đây. Shit. Phải không? Phải gì không? Được khỏi đẩy luôn. Ủa sao vậy? Đẩy lên. Đúng rồi. Đúng rồi nhỉ? Ok. Lên đi. Không đẩy được nữa. Ok. Ê, nhưng mà đường đó ổn. Châu lên trước rồi. Oh. Phải lên trước. Lên đi Châu. Ok. Hả? Bình tĩnh. Cố lên. Ok, cái này để làm cái gì vậy ta? Không biết luôn á. Ê, thôi cứ đẩy xuống đi. Ấy. 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 Ê, tôi nghi tí nó cao mẹ. Biết ngay mà. Thôi được rồi. Ok. Hiểu rồi. Cái này à? Hiểu rồi. Phải chồng lên nhau hết luôn á. Tức là phải chồng lên nhau tại vì nó cao quá. Giờ đè hết lên nhau mới được.
May là tại hồi nãy May vô nhầm DC cho nên mới hiện hình vậy đó. Không gì đâu mọi người. Về. Đừng 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 nhầm. Đây 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 đây. Ok ok. Chết chà. Ơi ơi. Như vậy. Ơ không được bạn. Khác khác bạn đi xuống đây bà đẩy. Bà đi xuống đây bà đẩy cái vào một tí. Ừ đúng. Ok ok. Thế thì mình lên được. Ừ. Ok. Ngon. Rồi giờ tụi mình chồng mấy cái này lên nhau nè. Từ 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 từ. Từ từ. Châu đi trước, Châu đi trước. Ok, Châu đứng đây nha. Ok, ngon, ngon. Ok. Ok. Ngon. Rồi Châu đẩy cái cục ở dưới đó đi qua bên này luôn. Dạ. Ồ, ồ đẩy được à? Ồ, ngon lành đấy. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Vậy đó. Ơi, ơi. Ok, ok, ok. Từ từ nha, Rui. Đây, từ từ. Ok, ok, ok. Một cục này. Hai cục. Ok, okay. Rui. Rồi, để tôi. Ủa rồi, sao tôi lên được đó ta? Để tôi. Rồi, rồi, rồi. Để từ từ đừng bà cát đứng nhảy, bà cát đứng nhảy. Để Châu đẩy đi, Châu đẩy đi. Ừ, Châu đẩy đi để tôi đi lên trên kia. Ok. Ok, đừng. Bà cát. Bà cát từ từ. Ok, tôi đứng đây. Tôi đẩy. Oh shit. Từ từ. Nhảy lên một chút xíu được không? Được. Ok. Ok, tôi xuống. Ok, tôi xuống. Xuống. Quá quá cố á. Ok, rồi, lên đi, lên đi, cẩn thận, cẩn thận. Ok. À mà cái hồng này bà đâu đẩy được đâu. Ừ, đúng rồi, cái hồng không đẩy được. Thì đẩy được cái trắng rồi thôi. Ok, đi Châu, đi Châu, Châu, Châu. Châu nhích vào chút xíu. Đi. Để cho mình thấy sức mạnh... Yeah, ngon. Nice. Ngon lành, ngon. Ê, từ từ, không được đẩy hết vào. Ừ, không được đẩy hết vào nhá. Đừng, đi đi cô. Nữa. Lên đi. Tới được rồi đó. Oh. Đừng, từ từ. Châu lên trước, rồi anh Phú. Ok. Rớt quá lớn, kiểu rớt quá lớn. Anh ơi, đừng. Ok, rồi, lên. Châu lên trước. Ui, có được không vậy? Được mà. Nhảy lên đi. Rồi, cố lên. Được mà, lên được. Không sao. Có bạn mới này, xin chào. Bạn mới nha. Tiki, hello. Hello, Tiki. Đừng dưỡng quả lố, cặp lỗ rũ quả lớn. Để tôi coi. Phạm Trung Long. Quên hỏi Ruli thường xuyên livestream trên Twitch TV à, lâu lâu mới livestream trên YouTube hay live luân phiên? Mình stream kiểu horror, kiểu mấy game sợ sợ ở trên Twitch. Thứ 5 với thứ 7. Còn đâu là thứ hai, ba, tư với cả chủ nhật thì kiểu cái đấy còn phải xem lịch này đó kia. Nhưng mà tất cả những cái khác thì mình hay stream trên YouTube tại vì kiểu mình kiểu chia hai rẽ ra ấy, kiểu cái mấy game kinh dị thì trên Twitch. Yeah, trên Twitch thì là Rudy sẽ stream bằng tiếng Anh, còn trên YouTube thì Rudy sẽ stream bằng tiếng YouTube Việt. Thường là thế. Thế thường thường là trên YouTube và kiểu tôi cũng trên Twitch thì là yeah. Ruby bình thường. Ồ, cái màn hình nó chạy chết rồi. lên đầu luôn. Ê, nhưng mà YouTube cái này không ấy được. Ở đây. Nhảy đầu nhau. Ok. Châu chạy luôn nha. Được. Lên. Ok, okay chạy okay, lên. Ok, ngon. Một cái chết thật lãng xẹt. Tôi xin phế chất hoa hậu Cát. Ủa? Nhưng mà Châu là hoa hậu mà. Ủa, Ruby. Oh, sorry. Ủa, tôi tưởng là điều khiển con... Tôi tưởng là điều khiển con của bà. Châu! Quay lại đi anh em ơi!
từ từ tôi bị loạn màu. Tôi cứ nghĩ là tôi là cat. Ờ, tôi tưởng tôi là cat. Gì vậy? Ừ. Nó chơi devour anh em. Châu. Ok. Ok. À, hôm nào. Hôm nào chơi gì không? Từ Dead by Daylight. Ừ. Sang. Dead by Daylight. Ok, Dead by Daylight cũng vô. Dead by Daylight hoặc. Trời ơi. Lùi lùi lùi. Đây là cầu thang ấy, từ từ cứ đi đi. Cứ đi đi theo cái cầu thang ấy. Đấy. Đó, anh em ơi, từ từ. Thôi xong rồi. Từ từ đi. Ủa nhưng mà vẫn ấy được mà, vẫn ấy được. Từ từ. Được, yên tâm, không vấn đề gì. Oh, sorry. Give up quá sớm. Ồ, tôi tưởng là không lấy được, là tôi chán luôn, tôi kiểu... Khác khi chơi game hả? Ôi trời. Chúng ta là chết cùng nhau. Nhau đầu tôi đi. Ok. Xèo lên đầu con này đi. Lên. Hurry! Lên. No! Help me! Tội con đây nè, từ từ. Đi, ba. Hát gì ta? Đi ba. Mình chọn một bài hát tình bạn, hát chung với nhau đi mọi người. Đưa tay lên nào. Mãi bên nhau mãi nhớ. Sao cái đoạn giáp ở đây nhở? Một thế giới. Trời ơi là trời ơi. Được rồi, từ từ. Xin lỗi mọi người. Để đào hố ba, sẵn ba cái hố đã. Từ từ. Có gì mà lố quá thì mình nằm chung. Ok, bình tĩnh. Đi à, thế à, tôi tưởng là, ok. Ủa, Julie đi được mà. Tôi không có đi. Tôi đâu đi được đâu. Tại sao? Tôi không đi được luôn á, tôi bị liệt luôn á. Không hiểu. Ủa, thế chắc là phải nhảy lên đó. Kinh vậy. Ok, thử lại. Ok. Nhảy đi cô. Đi được không? Đấy, không hiểu đâu. Ừ, ngon lành. Châu đã chết rồi. Không thể tin được. Mặt nạ dùng để che mặt thôi, không sao đâu. Có cái quần đây đội nè. Nhanh. Đi chậm. Nãy tôi bị kịt đít rồi, cô cắt chặn lại. Xin lỗi. Nãy nhảy lên đấy. Xin lỗi vì đỉnh quá bự đít chưa. Cái gì mà không nhảy được. Xin lỗi vì đã đít bự. Mày ngắm mông đít người ta. Mày ngắm mông đít người ta cho nên là không đi được cái gì biết rồi. Đi vào. Lỗi. Ôi, ý là chúng ta đã chết cùng nhau. Ây dô. Ok. Hôm qua cô cắt sợ tôi không nói gì. Đây. Ơ kìa. Lấp tiếp đi. Thôi được rồi. Hãy hát để được tha thứ. Ok, hãy hát để được tha thứ. Hát cái gì? Ok. Hát cái gì? Diamond City Light. Diamond City Lights illuminate what inside and all the love I feel by your side. Quên lời nghe luôn mọi người. Đi. Cái đời cô có ổn không? Ổn, rất ổn. Ừ, sao tự nhiên mà đứng đây đấy? Ok. Ngon. Lắc mọi người, okay. Châu. Anh ơi. Châu ơi là châu. Câu này thì xứng đáng bị làm thịt. Thịt trâu. Nhớ anh Đồ Sơn là hay có kiểu chọi trâu xong bắt đầu là nhảy trâu. Ủa, chỉ số mất tiền chứ, à, cái thứ mà khai sự bất thiện. Let's go. Ai chơi chơi, tụi mình đang đi chơi. Mọi người tránh ra, xin thoát ra với tôi chứ. Ok, được rồi. Ba đứa, ok, ba đứa. Đây, lên, ok. Từ từ nhá, bắt đầu nó lên hẳn. Xin lỗi. Đây.
đây biết làm sao, bây giờ nó lên hẳn ấy thì là hai đứa cùng nhảy ra, xong rồi bà kia nhảy luôn. Ok. Dạ đứng dưới. Ai nằm Kim, dưới? Kim Kardashian. Lỗi chứ. Nhảy được, nhảy được, nhảy được, nhảy. Ok. Đi 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 đi. Ok ok ok. Rồi. Nhảy một từng nhảy một. Đi cô, đẩy xuống. Hai ba. Ok. Hai ba. Tốt tốt. Ok, okay. Hai ba. Tiếp tục tiếp tục. Được. Ôi. Hai ba. Rồi, đứng này rồi. Đừng chết đó nha. Rồi, ở dưới, rồi. Để tôi. Tôi đẩy, tôi đẩy. Đừng đẩy, đừng đẩy, đừng đẩy. Từ từ, đứng ở cái chỗ cái cục mà ok, đưa nó lên, lên lên. Đây đây đây, rồi lấy được, okay, rồi, okay, lấy được rồi. Ok, okay. Lên luôn. Đừng đẩy hẳn vào nhá, không tí cục lên nếu không liên. Lên đi, lên đi. Lên được, lên đi, lên đi, cố gắng đi. Được được được. Không được. Trời ơi. À đã đừng đẩy rồi. Đứa nào vừa đẩy, đứa nào vừa đẩy đấy. Ai đẩy đâu, không phải đẩy luôn. Ok. Không phải em. Ok. Đi. Đâu, anh ơi, từ từ con em ở dưới đây. Lại nữa. Ok. Ôi, từ từ. Đây, 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 đây. Lên đầu châu, lên đầu châu, lên đầu châu. Lên đầu châu. Lên đầu châu. Nè, đầu châu cũng nha. Lên đầu châu. Ủa, sao rồi sao? Con cắt ở dưới. Ôi, được rồi. Rồi, ba đứa. Ba đứa lên đầu châu. Ok. Nhưng mà nhầm. Ôi, lên đầu châu nguy hiểm lắm. Không, không nhầm. Tôi cứ tụt xuống ngoài vậy thôi. Ok, ok, ok. Ngon, ngon, ngon. Ok, rồi, nhảy, nhảy, nhảy. Ok, ok, ok. Ngon, ngon, ngon. Ok, đi, đi. Ok. Ok. Ok, giỏi, giỏi. Giỏi, ok, được rồi. Rồi, đứng cẩn thận. Ok, đứng cẩn thận. Ok. Ok, tôi lấy được rồi nè. Cái từ từ tôi phải nhìn, thấy ấy. Ừ, ok. Dạ dạ dạ. Ok ngon, okay. Rồi. Rồi. Lên dần dần, lên dần dần, lên dần dần. Really từ từ. Oh shit, xong. Oh no. Oh no. Cứ nhảy đi xem nào. Nhảy được không? Không được. Không được. Không được. Ôi, cố hổ đúng. Ờ, hồi nãy Châu nhảy, chắc Châu, chắc Châu phải nhảy cuối á, chắc Châu phải nhảy cuối á. Ờ, tại cái dạ, dạ, tại cái cục màu cam của tại Châu á, Châu nhảy được cái cục đó. Ok. Ok. Bất cập thế mà. My dear friend. Tôi tỉnh tả mắt xem tarot đi. Ủa dồi ôi là rồi. Ủa hả đứa? Ủa? 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 Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đây rồi, đi chơi, đi chơi. Ê đi đi. Đi đi đi. Nhanh nhanh. Châu. Lên đầu tôi nè, lên đầu tôi nè. Ui, sao chị, sao cái game này nó bay lắm vậy? Kìa kìa. Đi đâu 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 đâu. Imagine my dear friend, you always welcome here, so feel at home. Tại ping của tôi đang 300 luôn á, 300 á. Thiệt sự. Ping của tôi 350. Ping của tôi cũng thế này. Thực ra cái ping của tôi bên này á, có 1 giây thôi á. Nhưng mà... Ok. Tao đâu hỏi không 1 giây. 1 giây. Ok. Bắt đầu em đứng lên, đầu cho. Ok, giỏi, giỏi. Từ 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 từ, ok, rồi. Ngó, giỏi, giỏi, ok. Quay, ui dồi ôi. Gì vậy? Gì vậy? Oh shit, oh sorry. Lơ. Lơ nhảy sớm quá. I'm slow, really. Đợi ba người kìa. Ai đồng ý đi. Hả? Gì? Hả? Chát. Chát, chát làm sao? Cậu có vợ rồi để ba gái này cho tớ... Hả? Ê? Cô tổ ạ. Chát sốc. Sốc quá. Chát sốc văn hóa. Sốc quá. Sốc quá, sốc quá. Sốc quá. Sốc quá. Chạy xuống điện để giảm sốc. Ok. Ồ, ba đứa đứng thẳng hàng ghê gớm nhà chào cờ. Hai. Ai dù. Buồn chưa? Làm gì bà chân tôi xuống dưới đây. Xin lỗi. Đúng rồi, đi Kari. Đi đi các cô, đi Kari, Kari sao? Tên. Ủa? Kari là chỉ có mommy với daddy thôi. À. Yo. Rồi. Ôi dồi. Ôi trời ơi, tôi nhận thấy con cá, tôi tưởng màu của tôi là màu xanh. Đúng không, nhìn ngáo. Nhìn mày ngáo.
Nhìn bị ngáo ghê luôn á. Ok. Ok ok ok, bình tĩnh. Rồi, chào cờ chào. Yo, đoàn quân Việt Nam đi. Bước chân rồi vang trên đường gặp Bình Hoa. Ok, Julie đấy đi. Tôi phải lên được. Ok, châu lên trước đi. Ừ, châu lên trước đi, châu lên trước đi. Ừ, đúng rồi, vậy đi. Trên này mát có mọi người à? Từ thôi nha. Ok, xuống đi châu. Đừng, đi 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 đi. Đi châu. Rồi, chết rồi. Lại dính này rồi, dính này rồi. Cái cục đó của Julie nó lại bị dính rồi. Sao vậy? Con nhỏ. Người lúc đấy. Chết rồi. Khó nhỉ. Lúc này cô có làm gì tôi lỗi không? Không, từ nãy giờ là chắc là ngồi củ nghệ nhiều quá nên là trời nó không cho nghệ nữa làm sao? Ơ kìa. Mày thế. Ấy dồi. Rồi. Đúng không? Vừa mới nói câu nó gọi là instant karma. Vừa mới nói xong một câu ôi mày thế. Chơi tệ thế thì mới thắng được. Nghiệp chứ. Nghiệp chứ. Nhảy vô. Ê. Ok. Hey. Đi nào. Ủa. Tôi rõ ràng là tôi nhảy qua cái bụng đó mà. Ê. Ê từ. Ố. Ê. Ố. Rudy cô ổn không? Ô nhầm. Tôi nhầm. Tôi đang tính dừng game tí. Nhảy. Ok. Đấy. Chờ. Các chị em ơi, Lady Bird, ôi trời ơi, ôi rồi ôi Lady Bird. Gì vậy ta? Host ba người thì đang hỏi hát ở đây, còn trong chat thì đang chia vợ chia chồng đây. Waiting. Mình cầm bóng ngô tan đấy. Ô, tự nhiên nó đang waiting for guest. Ủa, bên mình cũng so waiting for host. Ủa, Young game. Host lại đi luôn thì host lại đi. Mọi người đi. Ủa? Qua lại rồi nè. Có một cô khác đi chỗ khác rồi. Vào lại đi. Từ. Mọi người có định đổi màu cho nó chiêu, cho nó xinh xinh không? Màu này xinh rồi. Ok. Đổi lại đi. Làm sao để ấy nhỉ? Đi ra mới đổi được. Đi ra lại được hả? Đi ra à? Host. Ủa, nhưng mà tôi đang... Connection lost. Ủa? Ừ, để tôi vào lại, để tôi lấy lại. Ok. Lại nhìn. Đó, vô đi, từ để tôi coi chat. Connect. Rồi. Cái gì đây? Kẻo hủy diệt tình bạn. Nè, ở bên này thì chúng ta đang tình đồng chí thấm thiết, còn trong chat là tình vợ chồng hả? Ok. Ủa nhưng mà vô không được nè. Ủa gì kỳ vậy? Cari chỉ có mommy với daddy thôi. Yeah, tôi vô không được mọi người. Tôi vô không được. Kỳ vậy? Sao không được? Biết, nó kêu là Error gì đó. Lỗi gì đó. Out game vào lại. Out game vào lại thôi. Ok. Thôi bây giờ mình ngồi chia vợ chồng mấy trong chat đi, cho vui. Ok. Ừ. Được á. Cái gì? Tớ cái gì? Vongola bảo là tớ nhận châu, Kari nhận cát, còn Rudy một phần hai. Gì vậy? Ủa? Sao tệ? Tại sao mà chia? Sao vậy? Sao lại chia ra vậy? Mình là của mọi người mà. Ừ. Con Châu ngồi đây cho mọi người chia này. Giữ sức từ tí cười tiếp. Em mọi người tôi đi washroom cái nhà. Ok, bác. Chờ trong lúc chờ khác, ok. Nhưng mà tôi vô rồi nè. Nhưng mà thôi đi tè đi mọi người, đi tè đi. Không đi được. Căng thẳng quá. Căng thẳng quá mà không tè được luôn á. Làm sao vậy? Nó bị căng thẳng, nó tóc bóng đáy. Chết rồi, để nó trên stream không chết rồi, tôi chết rồi. Từ mọi người, tẩy hết những gì mọi người vừa mới nghe từ tôi đi. Được không? Trời đất ơi, mọi người... Tôi mãi là một người trong sạch. Trời, nãy giờ tôi đến tôi quên để mọi người lên màn hình này quá trời phớt. Ôi vô. Đây, để mọi người trên góc. Đây, đó, trời.
cả nhà có thấy thấy mọi người đẹp không? Rất đẹp đúng không? Con trâu kêu còn gì nhỉ? Con trâu kêu còn gì nhỉ? Bò. Con trâu kêu meo meo. Không được đâu nha, không được nha. Con trâu kêu gì nhỉ? Để nghĩ lại xem nhá. My my kid. Để con trâu kêu thế nha. Đừng report trâu mà. Cái gì? Cái gì? Report gì đấy? Chuyện gì? Report trâu, report trâu. Mẹ mẹ chứ. Report. Report. Và cứu đông trâu. Dạ. Report. Cari bảo là các VTuber sexy quyến rũ xinh đẹp đều là của Cari hết, còn Vong Cola ra trường gà. Ồ nhưng mà tôi đâu có quyến rũ sexy gì đâu. Trời, chị nhìn cái giữa trái cây của chị đi rồi chị nói lại với em. Chị nói rồi chị quay lại nói chuyện với em. Cái gì vậy? Ồ. Chị nhìn cái giữa trái cây của chị đi. Ăn thật đấy. Sao vậy? Nó thế thôi nhưng mà người ta tâm hồn trong sáng. Ừ, tâm hồn to đấy. Tâm hồn rất to. Eo ơi nói cái gì vậy? Eo đùa ấy. Eo bọn thời không chơi mấy người này đâu, thật nói thật đấy. Thật ra tôi không chơi mấy người này đâu. Ôi mà hôm qua tôi không quen mấy người này hay sao ấy, cứ lạ lạ ấy, không quen cái tí nào. Tôi chưa nói gì nha, Ôi, mày chạy đi. Mày còn bảo oh, I can see is booba. Mày booba. Stop seeing booba. Stop talking about my favorite food. Ủa? Dạ không có gì, em không nói gì hết. Nó bỏ nói gì, bà nghe rõ đúng không? Ê, clip. Nó vừa mới nói mình là, nó vừa mới nói mình là. Ok, từ, ok. Thế thôi. Ok, ra đi. Châu từ từ, nháy bình tĩnh. Rồi, xong lên. Xong rồi. Châu. Thôi, ta bảo sau này. Tâm hồn trong sáng, tôi hôm qua thấy cảnh BJ. Tôi đọc chat của Bí. Hôm qua Ruly kiểu rất là hứng thú khi nhìn thấy cảnh hai người đang. Ồ thì rồi, tôi thấy bất ngờ rồi, thôi. Còn muốn xem tiếp nữa cơ. Tại vì bà bỏ qua nên là tôi phải học nó chiếu lại để cho bà coi chứ còn gì nữa. Thích cảnh người đàn ông ngoài cửa sổ hơn thì có. Ok. Đâu cái cảnh đó thôi. Im lặng như người ta nghe thì hết nha. Ok. Lên từ từ. Từ từ. Rồi sao? Châu đấy. Từ từ đứng lên luôn hôn nhau đi. Không cần phải sống nữa. Kìa mấy người hôn nhau mà không rủ tôi. Mấy người hôn nhau mà không thì rủ tôi. Thì ai biết tôi. Con hôn đi lên trước rồi ai biết. Tôi trước. Cầm chìa khóa tôi mở cửa cho mấy người mà. Sao có thể? Thôi từ từ. Châu biết làm sao mà chạy lên không? Bà nhấn space xong rồi bà mới di chuyển lên ấy thì nó đỡ bị đẩy cái đẩy thùng ấy. Không thì Châu lên luôn đi, Châu lên trên đầu. Châu lên trước đi. Châu lên đây luôn đi, từ từ. Lên luôn đi. Lấy chìa khóa, ok. Đấy. từ bây giờ nhá. Bây giờ, ok. Lên đi Châu, từ từ. Ok. Ốc. Thôi, bù xuống đây hôn nhau với mọi người. Ok. Mẹ. Đừng buồn. Ok. Buồn nó đừng buồn nữa, hết buồn nhau. Ok, hùng cái đi hết buồn. Come on. Vô. Lên. Không cần lại buồn này, không hôn này. Ê. Wow. Chơi gì kỳ vậy, chơi ăn da vậy. Ôi trời ơi, đau buồn quá. Đau buồn quá mà nhảy. Buồn gì? Đất buồn. Người ta có nhiều loại buồn mà. Rất là buồn. Đừng có nhiều loại buồn như thế. Buồn tè. Nó ý tôi nói là buồn. Ôi, mấy người này sao ấy, chẳng quen gì cả. Ayo. Ok rồi. Từ từ nha. Oh shit. Ok. Châu leo lên đầu tôi. Ok, đi. Châu leo lên đi. Lên đi. Châu lên đi.
lên. Em đi châu. Lên luôn. Rồi lên luôn. Rồi lên luôn, lên luôn. Ok ok. Ok ok, đi 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 đi. Ủa sao tôi kẹt đây? Mày quá. Dạ tôi bắn. Ai nổ ly. Yeah, nghệ cả củ. Cuối cùng cũng qua được cái màn này rồi. Ngon quá, ngon quá, ngon quá, từ từ. Và nãy Châu nói cái gì mà report Châu ấy? Tiki. Châu ấy, nãy Châu bảo là nãy Châu nói cái gì dơ quá. Đừng nghe thấy. Ủa không nghe luôn á Châu. Nói gì nói lại nó búp ba ấy, eo ấy. Không nhớ, nói nãy giờ nói nhiều quá rồi. Tự dưng bị mất trí nhớ ấy. Tại cái tình bạn này nó pure quá ấy. Nó trong sáng, nó thuần khiết quá ấy. Nó thuần khiết như một tờ giấy trắng ấy. Nên là cái não của Châu cũng thế thôi. Ok ok. Từ từ. Chú lý sao vậy? Tôi đang... Ổn không? Ờ. Cái gì vậy? Bả... Đẹp không? Bả làm gì tụi mình vậy Châu? Đâu? Bả làm gì tụi mình vậy? Etchi, cái này đừng đừng nhìn, cái này đừng nhìn, cái này đừng nhìn, cái này đừng nhìn. Ngon. Từ chia đi, chia đi. Mọi người đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Không. Chấm hỏi. Etchi. What happened? Dù gì vậy, tôi phải mở stream luôn rồi tôi coi. Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu, tôi sẽ bảo vệ cô. Ok. Tôi sẽ bảo vệ cô các bạn. Cô không cần phải nhìn thấy nữa. Đi tiếp đi các ơi. Đừng sốc nữa. Ba. Tôi cho lên cho đỡ chiếm chỗ thôi mà. Đừng cắt video. Châu sẽ cải tạo tốt. Hả? Ủa Châu làm gì mà bị vô tù vậy? Ủa? Lên đi mọi người. Đi. Đi kìa. Lên. Ờ cái này nó không đến nỗi nhở, cái này nó không đến nỗi là kiểu... Nói tiếp đi. Nó có căng thẳng. Kìa. Chạy. Ở đấy, nó không có đến nỗi đấy. Ồ, được. Ồ, ok. Được cậu. À, em xin lỗi chị ơi. Ê, được rồi, không sao. Không sao. Cái này căng. Nếu như không có buổi ngày hôm nay, tất cả mọi người đều tin là Châu là người nghiêm túc ạ. Ok. Nghiêm túc quá. Mai. Ôi ớt kìa Châu, ớt kìa, sao lại giật chìa khóa? Lên. Sao lại giật đồ lê, chơi lê, của Lưu Huy? Ok. Ê, ủa, sao tụi vậy hả? Ớt. Ok, lên hẳn, xong bắt đầu, ok. Ok. Thành quỳnh đào rồi. Yeah. Lên, trời ơi. Gần quá. Mình bắt đầu lấy lại phong độ rồi mọi người. Ừ. Rồi. Thực ra đây là chỉ là mấy cái ván mà nó cho dễ để sau đấy là ván cực khó ấy. Chỉ là nhát thôi. Don't push. Đừng đẻ. À để em. Đi rồi mà con ơi. Cái này làm tôi nhớ đến Cat Mario ấy. Có mấy cái mà kiểu dạy Cat. Xin lỗi. May bảo là mấy người có cái giọng như Châu không có ai nghiêm túc cả. Hãy nhìn. Không phải sao ấy, eo đùa. Em ơi, mây bảo thế á, buồn đấy mây. Oh shit, oh sorry. Lợi. Nghiêm túc. Thực ra kiểu một ngày có 24 tiếng ấy, thì Châu nghiêm túc hơn 25 tiếng ấy, mọi người biết không? Ok. Tức là ý là Châu nghiêm túc ở một cái thế giới mà người ta không biết có 25 tiếng à nó. Cái gì chứ hiện tại là Châu không có nghiêm túc gì hết á. Đừng nói thế nữa, nãy mọi người cứ nói cái gì Châu đều đều ấy, xong rồi Châu phải bảo là mọi người dừng lại đi còn gì nữa, nghe Châu nghiêm túc được còn gì nữa. Châu mê tệ cơ đó. Dừng lại. Ôi, từ thử im lặng xem nào, thử im lặng xem có chết không. Nãy Naruto. Bà cái đó. Ôi, chết rồi. Dạ em đây. Từ Châu đừng như vậy. Gọi Châu từ đó không khí. Châu. Có coi cái video, có coi cái phim của Châu Tấn ấy. Châu. Hảo Yên. Ngựa. Hảo Yên.
xong rồi cái gì có cái đoạn gì hay mà bạn tôi cho coi mà tôi đâu có coi phim đấy, nhưng mà tôi biết à, cái gì nhở, như chuyện nào hay là phim gì, phim mấy cái phim mà cái gì phụ nữ cái gì được lũ ayo tôi đã nhìn thấy rồi, thủ phạm là cô. Ồ nãy có ai làm tiếng động gì à, bà bạn Trung Long bạn bảo là what kind of strange sound is that? Đâu ta? Lúc nào ấy nhỉ? Ai vậy? Không nhớ nữa, nãy giờ nói nhiều lắm rồi đấy. Ừ. Chưa, mọi người thấy tác hại của nó nhiều chưa? Bệ im lặng đi, nhớ đâu người ta nói cái gì mình không biết ở đâu. Trời ơi, người lắm mồm có bao giờ có cuộc sống hoàn hảo đâu. Really? Oh shit. No, tôi tưởng là... Tao tiến là tao nhảy mà. Chưa, Châu ơi, tao bảo chỗ này, Châu ra ngoài ruộng, Châu cày với ta. Tao đã bảo rồi mà. Ok. Đúng. Chờ. Rất nghiêm túc chứ. Thôi em sẽ làm một lần con Châu ngoan ngoãn, em sẽ không nói gì nữa. Chúng ta đang chơi game đó. Bình thường Châu không nói. Châu lồng tiếng cổ trang Châu. Châu ơi. À, biết được đâu. Cái có coi cái lồng tiếng cho Hoàng Châu khách cách ấy. Ngừng chảy tơ lưa. Cái gì con sông ngừng chạy từ hồi xưa tôi hay hát cái đấy với bọn bạn á, xong chúng nó cứ bịt mồm tôi lại. Ừ. Hay đi Châu, ở đây không ai dám. Con Châu ngu như bò, trời ơi là trời. Con Châu ngu như bò. Không sao đâu, ở đây có một... Đi Châu. Đi. Đây em đây. Okay. Em đi liền. Ôi Châu ơi. Con mèo này cũng không khác gì con Châu. Thêm hội gì cho nó đủ. Thêm hội mẹ đi đi. Chúng ta nên thành lập một cái sở thú. Sorry. Chúng ta nên thành lập một cái sở thú. Rui là con gì? Rui là con quan chuồng à? Mẹ. Ok, từ từng đứa một. Mở chào. Để em đi đây. Rồi em đây. Rồi. Ngại. Ok. Ok. Em vẫn ngồi mòn ít rồi mà vẫn chưa thắng game. Hay là còn đỡ ấy. Ôi hoàng tử xin hãy tha thứ cho người cô gái dính lời quyền này. Yeah, tôi nhớ cái này. Trời ơi, cô gái phải là người dính lời nguyền. Bà giải lời nguyền không chưa bà? Bà giải lời nguyền không chưa? Chưa. I know. Đấy là em gái cái gì? Cái gì mà em gái của thiếp. Cái gì em gái của thiếp đã biết lỗi rồi. Xin hãy tha thứ cho người con gái tha thứ lời nguyền. Đúng rồi, xin hãy tha thứ cho người con gái bị cười nguyền. Ok. Hi. Từ từ rồi. Anh. Từ từ thôi. Từ từ. Ố. Tôi mãi yêu cô một cách từ từ thôi. Hả? Tưởng nhau. What? Châu vừa nói gì đó? Châu vừa nói gì đó? Tôi nghe gì được? Không hề. Clip nhờ. Gì ấy? Không nha, con Châu không nói gì nha. Clip nhờ. No. What does the buffalo say? Bò. Bắt con Châu kêu bò nó sợ quá. Con Châu kêu mèo. Mèo nó mới sợ. Ui tí đi. Ok. Con mèo từ từ thôi nha. Ây dồi. Em đi mổ abuse ấy. Con Châu mới con mèo bị giết mà sợ chưa. Julie là con gì đây? Julie là con gì vậy? Ê. Chó. Con chó hả? Ok. Sao mỗi con Châu trông nó lạc loài ghê á. Ừ đúng rồi ấy. Người ta là vật nuôi trong nhà đây. Con gì thường con gì càng to thì càng đần mà. Nào. Mẹ. Nào. Đừng như vậy. Đừng như vậy. Đi. Ok. Đi Châu. Từ từ. Ok. Ây dồ. Ủa? Tôi nhảy nói qua từ, cái... Từ từ thôi, sao nó tự nó nhảy vào luôn.
Đến gần rồi mới nhảy. Đến gần rồi mới nhảy. Này, châu không thắng được game này thì ngày mai con châu không đi cày nữa. Mọi người có biết, mọi người biết tại sao nãy giờ tôi cứ lao vô mấy cái nút này không? Đây là đây là cái gì? Đây là nói đi. Tại vì nó màu đỏ mọi người. Mà kiểu tôi không thể nào né được red flag. Cho nên là tôi không né được. Dương còn mèo. Em ơi cướp lời châu mà sợ thật đấy. Ôi đừng ngủ cậu ơi. Đừng ngủ cậu ơi. Sớm mà 10 giờ ở 10 giờ tối. Ui giời. Thế nào hôm qua 12 giờ đã ngủ rồi. Nhảy. Thì bây giờ xin hãy dẫm lên cá. Ê! Từ thôi, lấy thôi, cái chìa khóa. Từ nha. Từ thôi. Oh shit. Oh, từ, oh sorry. Từ tôi nhảy đâu. Từ từ. Lỡ. Ừ làm gì ngủ sớm đấy. 10 giờ nhỉ? 12 giờ. Cười trông nữa trông ngại đấy, khổ quá. Đấy, không sao. Châu trông to thế thôi, nhưng mà dễ ngại lắm. Mấy châu nghiêm túc mà. Hiểu không? Rất là nghiêm túc. Các bạn nghiêm túc mà khổ thế. Eo ơi. Xê ra, cắt rồi, xê ra. Đây. Ok, xê ra nè. Từ từ. Xin hãy chà đạp em. Xin hãy chà đạp em. Leo lên. Từ từ em lên chị ơi. Ok. Từ từ yên nhé để tôi nhảy. Ok. Từ từ. áp lực. Từ từ nha. Im lặng cho cô nhảy. Áp lực quá mọi người. Ok. Yeah. Ôi má ơi. Ngồi. Ok. Đi. Ôi, may quá. Thôi. Ai đi ngủ trước thì không có, thì người đấy thua trong cuộc chiến giành vợ thôi chứ có gì đâu. Mọi người ơi, cho xin 10 phút đi phơi đồ. Đi phơi đồ. Sợ thật. Ok. Đi phơi đồ gì ok. Ai đi. Đu lì ạ, chỉ còn mình với cậu thôi. Ai đi xả nước cứu thân thì cứ đi. Đi nhá. Ai xả nước cứu thân thì cứ đi nhá. Đu lì ạ, chỉ còn ta với cậu. À nhầm, xin lỗi, lộn xương hồ. Chỉ còn mình với cậu thôi. Có cười nữa. Người ta đang nghiêm túc. Ok. Giờ là chuyên mục ASMR cho mọi người ấy. Châu nói gì Châu cứ nói đi. Ngại, người ta ngồi hộp. Nói gì ta? Mày nói cái gì mà đỡ ngại ấy. Nói gì đỡ dơ nhở? Thứ gì nhớ ba bảy. Làm như mà mỗi lần bà mở miệng ra là kiểu một dơ lắm hay sao ấy hả? Còn phải nói gì nữa? What? Cứ bình thường tôi cũng còn nói gì dơ đâu. Chắc không? Chắc từ từ anh đã. uống tí nước mọi người. Uống từ nãy giờ tí để chuẩn bị đi vệ sinh ấy. Nói nhiều đau đầu. À, biết làm sao không? Trong lúc chờ cat thì mọi người có muốn đây mình sẽ giới thiệu stream làm mình cũng stream làm mình cũng giới thiệu cho mọi người coi một cái quảng cáo ấy. Quảng cáo luôn, sợ thật. Quảng cáo. Nghĩa là cái công ty đấy phải sponsor cho tôi mới đúng á. Lúc quái nào cũng quảng cáo. Mọi người vào YouTube nhá. Xong rồi kiếm cái nó gọi là cái gì nhở? Rainbow Unicorn Poop. Hả? Yeah. Chết rồi, tôi tự nhiên đã chết rồi. Kiếm đi. Rainbow. Từ nhá, đem Unicorn. Rainbow Unicorn Poop nha. Xong nó ra một cái commercial gọi là cái gì mà Potty Stool. Nói chung coi đi nha rồi trong lúc 10 phút nghỉ là ra hãy coi đi. Từ từ để xem thử nhá. Ê cái gì ấy? Ô kinh khủng ấy. Cái gì? Có cái gì đâu. Ô kìa người ta. Ôi ôi. Mới vào được. Còn 2 giây thôi nhá. Lại phút nữa hả? Oh hello mày. Xin chào.
từ từ để mình cho mây vào. Mình cho mây vào. Đâu rồi, mây đâu rồi? Hello cả nhà, em quên lại rồi nè. Nhưng mà em chưa có đồ. Nhanh thế. Em chưa có phải đồ. Ủa má rồi, sao lại có hai trái bí ở trên đây rồi? Hello. Ừ, tại nãy. Ồ, bí đi rồi. Ủa? Lộn bí gì hả? Ôi. Cát ơi, nãy trong giờ giải lao ấy, Ruli cho tôi xem video cấm mà, sợ thật đấy. Cấm cái gì mà cấm? Oh my god, cho tôi coi chưa? Thì ta bán được thôi. Cho tôi coi chưa? Cái cầm cái cục cơ bảy màu thôi. Cái gì vậy? Ê dù. Ê dù. Yêu cục cơ, cục bảy màu, cục bảy màu. Đó cá. À, ok, ok. Cục kít nó đẹp đấy. Cái cục kít bảy màu á. Cục kít nó đẹp đấy. Ừ, ừ. Thôi hay mà, này, không ai mà recommend mấy cái quảng cáo mà hay như tôi đâu, ok? Đúng, 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 đúng. Xin lỗi luôn á, này, không biết tại sao nhưng mà trời, kiểu trời Phật ấy, xong rồi kiểu Facebook, xong rồi kiểu YouTube nó cứ gọi là recommend tất cả những cái gì. Ờ quá. Nhẹ mây. Ây dù, từ từ, xin lỗi. Rồi, mày cách để các bạn lên đầu nhỉ? Còn một định đổi các bạn lên đầu còn nhưng một... mà thôi nặng lắm cho nên là thôi các bạn xuống đây còn một gì nữa, còn còn một cái commercial nữa biết là đây mình lên đầu ngồi thì ok trời hôm nay đông người coi quá nè, đông người coi luôn. Trời, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ nhé, quá vui quá vui. Mọi người biết làm sao không? Coi châu ăn xây sâu. Cái gì đấy? Từ cái gì? Cái tên châu ở đâu đấy? Nani? Nghe thấy thăng thẳng tên châu ở đâu đấy? Biết không? Chat là chỉ muốn vào coi xem là tình bạn dạn nứt như đến mức nào rồi. Không ngờ nó lại thâm thiết như thế này. Nhưng mà nhớ. Mà tôi tuyên bố là tình bạn của bọn tôi là sẽ lâu bền hơn ai hết. Này, cô biết cái câu là nói trước hôm qua không? Lỡ nói biết sao. What? Giờ để giữ được tình bạn lâu bền thì chúng ta hãy khai trừ Ruby ra khỏi nhóm. Rồi. Nhỏ, okay. Em kinh thật đấy. Khốn kiếp. Mẹ thấy mình bộ nó lên đầu nó bắt đầu đó. Nó nghĩ là nó có thể. Thì tôi đợi em đâu không? Đâu? Thấy đâu? Đâu? Đấy. Đâu? Thực ra tôi không quen mấy người này đâu. Kiểu thường nghiêm túc đi. Mọi người chả hiểu gì cả. Nghiêm túc nhá. Ok. Mặt nghiêm túc nhá. Tiếp vào, không cười đùa không ấy gì hết. Ok. Nghiêm túc. Ok. Ok. Tiếp. Đứa nào cười trước là có con gì kia. Không, đâu được con ma đâu. Ma kìa. Này, có mỗi con sợ nó sống sót đấy. Đừng thì sống đừng nhảy, đừng nhảy. Đừng nhảy, đừng nhảy. Đi thôi. Phải không? Chắc vậy. Một người phải đứng nhìn nó. Là sao? Đi từ từ qua. Mọi người đi từ từ qua thôi, Ruli. Đi từ từ thôi. Nhích. Ý là đi từng... Nhích. Ok. Chơi quá thì có tiếng động hả? Con này khôn ghê. Trong tất cả các game... Đi hơi nhanh nha. Từ từ thôi. Châu. Tại sao mà cứ phải ấy như trộm này nhở? Như trộm cắp ấy. Không nói gì giờ. Bạn có thấy mình mặc đồ gì không? Mình đang mặc đồ siêu đảo chích đấy. Có đồ trộm. Ok, tôi mở được cửa rồi. Từ từ qua. Ok. Chạy đi chơi. Em ơi, ước please. Đừng không đùa đâu, em sợ lắm, không đùa đâu. Đây, được rồi. Ok. Chạy đi. Đến quả cuối mình kiểu thôi để tao chạy. Đằng nào cũng ấy rồi. Tao chiên đấy. Bye bye. Ok.
Mày đi ngủ cảm rồi cái gì vậy? Ủng hộ. Cái trò gì đấy? Mấy con này đi. Con. Ồ. Không được động vào con đấy à? Ừ. Như phải nhảy qua nó hay sao? Như là phải nhảy qua nó đấy. Ok nha, bye bye áp lực bạn quá. Mongol. Từ. Ơi. Oh sorry bà cat, tôi đứng trên đầu và bà không nhảy được. Sâu đã bắt được con mèo. Thôi rồi, đi. Con sâu đã nuốt chọn con mèo. Sâu đã bắt được con sâu đã bắt được con trâu. Ghê ta. Ghê vậy. Oh no. Ghê ta. Này gọi con đỉa ấy, con trâu đi ruộng ấy thì nó có hay con đỉa ấy. Con sâu lại bắt được con trâu. Sâu bắt được con trâu. Lưỡi lưỡi. Không nhận. Nhảy quá. Ok. Good job. Nhảy đi cat. Đừng để con sâu bắt được con mèo. Buồn quá. Đây, rồi, okay, okay, okay. Con này là con đỉa. Con trâu hay đi cày. Nhảy được trên đầu đó. Ok ok. Ngon. Ê, cái đèn. Cái đèn đó. Cái đèn xanh đèn đỏ. Kiểu như là chơi 1, 2, 3. Crab game á, If you know. Ừ, đó thì. Kiểu đèn đỏ là không được đi á. Không được cử động á, cử động là chết á. Đây. Đây không? Ờ, đúng như là thế chắc là hình như tôi thấy cái đèn xanh nó nhảy xong hay chậm lại. Đúng rồi đó. Ok. Ờ, đó. Kiểu nó xanh thì mình cứ chạy thoải mái còn đó nó nhảy. Ok. Wow. Nghệ thế nhỉ. Người tuân thủ luật giao thông. Ok, đi. Ok. Coi chừng mấy cái lò xo này. Dừng lại đi. Quẹ đi cái rồi. Từ. Đây. Ủa? Con trâu ngu như con bò. Tay buồn cười quá nên tay ấn nhầm vào phím. Anh thiếu hết. Đứng lại. Okay. Dừng lại. Dừng đi. Đừng ấn nhầm phím nữa nha. Khổ quá con trâu ngu đấy. Từ được rồi. Okay. Bỏ tay ra khỏi bàn phím. Ok đi. Tiếp tục. Lấy cái tay lên đi, đừng để tay ở dưới nữa nha mọi người. Ok. Đứng. Xong rồi ạ, ok. Hùng nhau cái đi. Năm giây tâm sự bắt đầu. Rồi mẹ em sắp vào rồi, các chị ơi. Oh no. Chạy lẹ chú ơi. Chết rồi, nhanh. Nhưng tôi sợ không mọi người. Nhanh. Ok. Rồi dừng lại đây. Dừng. Rồi, ngon. Ok, giỏi. Ok, đấy. Dầu nhất đây. Tôi nhớ cái quảng cáo. Cái gì? Đẩy á. Quảng cáo Omo á. Đẩy dầu nhất. Đẩy nước hụt á. Có. Tôi sẽ nhớ có cái gì mà điện máy xanh. Điện máy xanh thì nó có quá, nó quá viral. Từ. Ờ đứng đi. Ai đó xin hãy đẩy cái cục kia xuống cho mình nhé. Thank you. Ok. Ok lên đi mọi người, lên đi. Đẩy giùm tôi cái cục xuống. Tôi đẩy cục này xuống. Yep, thank you. Ok. Rồi lên đi cho. Cho. Thôi, được, dừng. Okay. Ê. Mày quá, ôi trời ơi. Nghệ. Nghệ quá. Nghệ cả rừng này. Yo. Vào. Okay. Trời ơi. Ngon. Đường là mượt mà như này. Mượt quá. Chắc chắn là một cái ải nào đấy chúng ta không thể vượt qua. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi hết hai cửa này thôi. Ok. Ồ. Con ma kia nhìn trông giống trong kiểu bữa. Phải quay lại nhìn nó. Trời ơi, con ma kia. Phải quay lại nhìn nó. Rồi, phải nhìn nè. Kiểu phải có một người nhìn nè. Ok. À, tôi nhìn nè. À, nhìn đây. Để tôi đứng qua đây rồi tôi nhìn nó. Ok. Ruli qua đây. Tôi nhìn nó rồi. Ok. Ma nó chơi ú hoài với mình đó mọi người. Ừ. Ây dồ. Ây dồ. Chết rồi, không được. Ôi, tới đây. Châu, qua lại. Đấy. Nhảy lên đầu đi, cắt ơi. Nhảy đầu, xuống luôn. Ok. Tí thì chứ vậy. Ok. Không đùa đâu, đừng tao buồn cười nữa. Đây, tôi nhìn là tôi nhìn. Châu, anh nhìn đi, nhìn ngộ cái. Châu, đi.
đây nhìn rồi, đi đây nhìn rồi. Đi đi. Đây. Ôi trời. Ôi sợ mọi người, ôi mọi người đừng đi 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 đi. Ok. Rồi đi 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 đi. Ok. Đi 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 đi, tôi nhìn thôi. Đi đi. Đi đi. Đi hết được rồi, đi hết được rồi. Ok. Cái gì kia? Ôi ông kinh vãi, ông kinh vãi. Giống chung người con này vãi. Đi đi đi. Đây tôi nhìn thôi. Ok. Sang sang. Ok. Con này đi xuống, con này kinh quá, như kiểu nó bóp đít mình sao vậy trời. Nó đâm đít, nó đâm đít vô đấy, nó đâm đít vô đấy. Đi đi đi. Đúng rồi, không cẩn thận đấy, không cẩn thận. Đi. Ok. Ok. Chào, chào. Chào đi đi. Anh nhìn hộ nhìn hộ phải sợ lắm không đùa đâu. Chào đi đi. Lên lên lên. Lên lên đang nhìn rồi, lên đang nhìn rồi. Ờ đi đi đi. Đi đi đi. Tôi không lỡ được. Đừng. Chào à. Chào. Đừng đừng đạp tôi nữa. Ơ đừng nói thế. Ê chị. Ok. Sao ba con cùng quay ra nhìn thấy không biết đó. Ok. Cái gì đấy? Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Đi 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 đi. Ok ok ok. Ủa nhưng mà cái chìa khóa này sao đấy? Đấy. Ê phải đi ra, phải đi ra, phải đi ra. Okay. Thử đi đây xem nào. Đi vô đó được không? Bỏ đi thử coi, bỏ đi thử coi. Ồ, con ma nó được. Ồ, nó lấy hộ, nó lấy hộ. Okay, okay, ok, ok, ok. Thank you, oh my god. Con ma tốt ma thế gì mà. Ồ, oh, quá, ok, thank you nhó. Ê, nhìn nè. Nhìn nó đi, nhìn nó đi. Đây, 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 nhìn, đây, nhìn, đây, nhìn. Tại sao chị em không đùa đâu. Đây, chào. Ê, nhìn hộ, chào, chào. Nhìn hộ, tí hộ cái, nhìn hộ. Cô cắt đừng vào, nhận, đừng vào, nhận. Chào, chào, lần. Vào, đừng vào, ok, ok, ok. Vào, 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 đi. Ê ô, không đùa đâu, không đùa đâu. Thôi, thôi. Sao anh dày mày? Công nhận đi. Sợ mày, cô không tin lại là em sợ nó lắm. Không đùa đâu. Ừ. Ê ô, các chị số tính. À, thì ra là Châu sợ ma. Ồ, dễ thương quá. Sợ tôi. À, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đấy, cái gì đi không đùa đâu. Ê, ô, ông kinh ấy. Ô, cái gì vậy? Từ từ, để ý hàng xem nó như nào. Hôm nay đứng xa nhau quá, không được hả? Ô, cái gì vậy? Cái gì? À, không. Đấy. Hình như hết thời gian hay sao ấy. Không phải thời gian, nãy tôi thấy nó còn đầy lại cơ. Không phải thời gian. Ừ. À, thế thì. Ờ. Đấy. À, đứng nghỉ mệt. Ý là chỉ đi được một tí thôi. Dạ, dạ, dạ. Một đứa đi thôi. Ủa. Ok. Đi, đứng nghỉ mệt. Cái thể lực này là thể lực chung với mọi người. Chúng ta đã xài chung một cơ thể. Ôi, ông kinh vãi. Cái gì Châu cũng... Cái gì Châu cũng kinh được Châu. Tại vì Châu nghiêm túc ạ. Lãng xẹt chưa. Ngu quá, ngu quá, ngu quá, chết cha. Kinh dị. Chết cha, từ từ. Đây. Mình là bậc thầy, bậc thầy địa hình trong Identity TV đó. Chọc chó, có nghề. Nói cô nữa, con sẽ bắt được bà bây giờ nè. Nào. Eo nhiều sâu quá chết rồi. Đi đi, đi đi, đi qua đây. Mệt quá. Ok. Mệt quá. Rồi. Shit. Ôi, bà cắt cái gì đi, ôi, ít gì. Ê rồ. Ây dồ. Không chỉ ba. Không hề luôn, không hề, không hề. Ôi ồ, ồ, mệt quá, mệt quá. À đà, à đà. À đà, à đà. Clip. À đà. À đà. À shit. Clip chưa? Kawaii của tớ. Clip cho yên tâm. Úc. Không biết. Tôi biết ngay mà. Nhảy lên đầu người ta này. Nanda Sore. Wakara. MC chưa? Wakara này được gì đó. Thật ra là em thích được gọi là đồ ngốc lắm ấy. Thế à? Ok. Thế là gọi là cái gì? Em thích được gọi là đồ ngốc lắm. Ok. Kiểu ngây thơ ấy. Sợ. Khờ dại thì hay được các chị bao bọc mà đúng không? Hay vô. Đồ ngốc bây giờ chứ. Hay vô. Nghĩ chả ai tự nhiên đi gọi đồ ngốc cả trừ mấy đứa Trung Quốc là. Ờ cái đồ ngốc này. Ừ. Đừng nói nữa buồn cười quá. Ủa. Tôi sẽ từ giỏi trời ơi ngu chưa. Từ từ thôi, từ từ. Nó buồn cười nó không có function được. Nó buồn cười nó không có. Đấy, bạn Châu đã ara ara cho mọi người rồi đấy. Clip đi. Cái từ từ cái gì ấy? Em không phải đâu, là cái gì ấy? Em nãy sao ấy? Có, như là có. Nhìn thấy đấy là lỗi mic. Hai lần liền. Để lỗi mic mà. Sao vậy? Em đùa đâu? Để lỗi mic ấy, lỗi mic. Lỗi xin lỗi mọi người. Cái mic hư hỏng. Sao? Không sao. Mọi người bảo không.
nhảy đi cắt. Bà đứng trên đầu người ta mà người ta nhảy rồi, người ta nhảy. Châu nở thằng nào cưỡi trên đầu mình xong rồi trời cho cơ mình nhảy. Em ơi. Ây ơi. Lại nữa. Cắt. Bà làm y chang. Nhưng mà tôi không hề kêu bà nhảy nha. Bà làm y chang. Ok. Đi chết đi, chết đi. Ủa sao chết được vậy? Ê, tôi nhảy qua rồi mà. Con đỉa đã bắt được con cá. Con đỉa đã bắt được con cá. Con mèo. Trời ơi. Con đỉa bắt cua. Châu. Dạ. Nói thử. Nói ba ca, kìa. Ok. Kiểu gì? Ai cũng nói luôn đi. Ai cũng nói. Em ơi, kinh nghe. Em ơi, bây giờ bắt Châu là nói cái gì chẳng nghiêm túc gì cả. Không nghiêm túc mày. Từ con sâu rồi. Bắt làm thịt bây giờ. Con sâu làm dầu nồi canh. Con sâu nhìn trông béo núc ních nhở. Béo đấy. Béo thật đấy. Giòn đấy. Vừa. Ok, đợi mình qua bên này luôn nha. Ok, rồi. Ok, Châu, đi. Từ từ thôi. Con sâu vừa nói 3K nhưng mà không ai để ý đúng không? Hay là không được nhảy đâu. Để được kinh nghiệm con Châu. Châu này Châu. Nghe okay, nói Châu phải làm gì tội lỗi lắm nên kiếp này mới phải làm con Châu con ngựa. Châu còn tùy từng lúc nhá. Châu còn xem là sinh vào sáng hay tối. Tại vì nếu mà sáng trưa chiều gì đấy thì là phải làm, còn đâu là nếu mà sinh vào buổi đêm thì là sướng. Yeah, tôi cũng nghe nói vậy. Nhảy đi, Tăng tôi nhận được nó rồi mà. Không, nhưng mà trận này không biết nữa. Chịu. Okay. Quay từ. Nhảy đi. Ok, ngon. Ok. Really? Biết sao? Nhấn lộn nút đấy, sorry. Bị nhấn lộn. Không sao. Tất cả đều đáng yêu. Yeah. Đây, ok, đi. Dừng lại, hồi sức tí, hồi máu tí. đi. Ok. Rồi, vong vô la đã quay trở lại, rồi nhanh thế. Ngủ được chắc giấc được mấy tiếng rồi đấy. Thôi mọi người, tôi còn mệt. Quay lại rồi. Jump. Để cắt đi. Má ơi. Cắt đi trước xong mình. Em đi cắt, chết rồi. Ok, Châu. Châu bình tĩnh nha. Từ cho em đợi gì. Tự đừng nói nữa, áp lực khổ quá. Châu ơi, Châu mà qua được thì tôi sẽ hôn Châu một cái. Được rồi. Thôi, cắt rồi. Mà. Get a room. Cái này. Đừng clip nha mọi người. Chắc chắn là. Kéo mịt nhậu hí hí bây giờ chứ. Nhìn con ngựa rồi à? Con Châu con ngựa à? Đi. Đầu Châu mặt ngựa. Con của chúng ta sẽ có đầu Châu. Ôi. Dừng lại. Chút tổ. Tôi đâu rồi? Ok. Đi chưa. Nốt. Từ. Đi. Để cô ấy đi trước. Ok. Để tôi đi ra. Từ của mình. Đi Châu đi. Châu đi. Đi. Phải đi xuống. Mình phải cùng đẩy rồi. Ba đứa đi xuống nữa. Không, phải đứng lên. Ok, đi tí. Mình... Ok, dừng. Hít thở. Tiếp tục. Hai ba. Yo. Ok, thở. Hò dô ta nào. Câu tiếp nào nhỉ? Ok, tiếp tục. Ok. Ngon. Ok, đi. Đi nào. Đi. Chị em hãy theo ta. Ok. Ta lãnh đạo cuộc... kháng chiến này. Đi. Đi nào. Em lại. Dừng lại cô ơi. Xin lỗi. Nguồn.
Sorry, 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 sorry. Từ. Ok, xuống đi. Ok. Ok. Lên. Yeah. Rồi. Yeah. Lại hôn tôi, em ơi. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Sắp đi ngủ rồi, phải hôn cho một cái để cho ngủ chắc không? Đó. Ý tôi dùng ngủ giật mình nha. Ok. Sao? Còn muốn thêm một ván nữa không? Ừ, chị ơi, cho em nghỉ ngơi. Không sao, mình chơi tiếp. Ok, ok. Ui, cho vậy quá. Ui, cho vậy. Từ từ nhá. Ông Vongola bảo là chơi mượt thế. Bây giờ con Châu sẽ nghiêm túc lại. Đây, dọn nghiêm túc rồi. Cảm ơn các bạn. Thế. Ủa, chào mọi người đi. Chào mọi người đi các bạn. Chào mọi người nào. Ok, ok. À, chào trước đi. Ai, chào. Ê, ai đỡ ngại nhất thì chào trước đi. Mời Ruli. Ai đỡ ngại. Ok, từ từ được rồi. Để tôi quay lại đây. Thế nói chung thì... Họ cứ tự nhiên mà kiểu bị ngại ấy. Uh-huh. Bình thường mình đâu ngại đâu ta. Ừ. Nói chung là cảm ơn mọi người đã đến stream của ba con hề. Của cái rạp xiếc này, cảm ơn mọi người rất nhiều. Sở thú. Ừ. Không biết kiếm cái gì đó đã. Nói chung là... nhưng mà công nhận, mình nghĩ là tình bạn của chúng mình nó đã thăng hoa. Cho nên là chắc là mấy ván sau để sau hẹn một ngày đẹp trời nào khác mình sẽ vào mình tiếp tục gắn kết tình bạn nhỉ. Em nhớ rồi. What the fuck, who is that? Em biết có chị lại đấy. Em biết Phòng có ai đột nhập? Ai đột nhập? Phòng ai có con nít? Kiểu ai đột nhập ấy? Phòng ai có con nít đấy? Ui, anh nhập ấy. Không phải anh nhập mà kiểu bị ám ấy. Ê, ghê vậy. Ừ, ghê ba. Ừ, ghê quá à. Có cần thầy trừ tà không? Có chị em buồn em. Có chị cứ nói đi tiếm hay gì sao? What? Hả? Từ từ. Rồi, em lag quá, chơi xong game lag quá. Từ từ, bình tĩnh. Châu nói gì cơ? Hay. Em sắp hắt xì, các chị đợi em một tí. mọi người im lặng. Nghe Châu hắt xì. Em đừng nói thế, không hắt gì được ấy. im thôi. Chúng ta đợi, mong chờ tiếng hắt xì để chúng ta có thể clip lại. Áp lực không hắt xì được bây giờ, chết rồi. Áp lực không hắt. Ơ dạ. Ê dù. Ủa? Mà không hát xì được luôn kìa mọi người. Ừ. Ok. Ê chưa hết rồi. Đừng im lặng, sắp. Đừng nói có hát xì được. Bây giờ thở cái coi, tôi mệt quá. Cụ thở đi chứ nãy giờ. Từ đầu game tới giờ bộ đứng thở hả? Thở đi. Chảy cái nước mắt thôi mà không hát gì. Vâng, vâng là bảo là ASMR hát gì. Yeah. Để hát đi cho ông clip kìa. Yeah, đúng rồi. Rồi. Từ từ, mình im lặng một tí nữa. Từ từ. Cuối stream chờ tiếng hát gì. Hôm trước tôi hát xì liên tục 5 cái nữa. Ai nhắc dữ vậy? Ừ, chắc là tôi nhắc đó. Đây là tình yêu của tôi gửi đến bồ đó. Rồi. What? Bồ mới hát xì đó hả? Chứ sao? Không chịu, làm lại đi. Chị rồi. Rồi á? Một lần thôi. Rồi á? Ừ, rồi. Lúc nào đấy? Hả? Bộ ấy chơi xấu, bộ ấy hát xì nhưng mà bộ ấy che miệng lại. Thế thì nói làm gì? Buồn quá. Tôi đang chờ được tắm trong mưa xuân mà sao bộ lại nở tiếng. Cái gì? Cứu Độc Châu. Mấy mẹ nó kinh dị thật. Ồ, có mẹ khác rồi. Mẹ này chưa làm gì hết. Ồ,
hồi nào tôi rất là bình tĩnh dễ thương, tôi rất là Châu là Châu Vòng cô đang hỏi là Cat với Ruli là con mèo, Châu là con gì? Không, thực ra Châu là Ruli là con bò rồi. Con bò. Châu con bò. À, hỏi nghiêm túc để Châu là con báo tuyết đấy. Đúng rồi, Châu là con báo tuyết đấy. Cũng là mèo nhưng mà mèo này dữ hơn. Ờ kiểu không có con báo tuyết kêu được hết á, em sợ quá, trời mất mặt quá. Đây. Ruli là chó. Ruli là chó. Đội đội tay mèo cho gọi là vào với đồng bọn thôi. Phùng. No, người ta chó con. Áo. Áo. Ô bướm. Ngủ được tí mẹ. Bên mấy cô là mấy giờ rồi? 11 giờ sáng. 11 giờ sáng. Em đi ngủ đi. Hả? Ờ đúng rồi, bình thường. Giờ này tôi ăn trưa xong chuẩn bị đi ngủ đấy. Ủa? 11 giờ sáng á? Chế độ ăn heo thì 3 lần xỉu vậy? Ừ. Cái gì đấy? Mông lung quá. Mông lung như một trò đùa. Anh xin giơ tay chút nữa thôi. Anh xin giơ thôi. Thế này bây giờ đây. Chúng ta không lượt được sao? Chúng ta không lượt được đâu. Sao á? À nghĩa là là xin chào. Con cún. Châu đã im lặng được tầm 30 phút rồi, có nhớ Châu chưa? Cái gì? Hả? Cái gì? Cái gì cơ? Châu đã im lặng được tầm 30 giây rồi, đã nhớ Châu chưa? Nhớ rồi. Thế á? Nhớ lắm. 30 giây rồi á? Nhiều nhỏ. Em mới như 30 năm rồi ấy. Lâu nhỏ. Khiếp 30 năm. Châu ơi. Sợ thế. Châu nhắm mắt lại đi Châu. Em đây. Đây. Châu có thấy gì không Châu? Tèo 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 tèo. Châu. Ủa bà nhắm luôn rồi hả? Hello. Nhắm kệ tôi sao vậy? Nhắm kệ tôi chứ. Ôi bây giờ các chị lớn bảo em thế thì chả lẽ lại không nghe. Nhưng mà Châu có thấy gì không? Châu nhắm mắt lại rồi, Châu có thấy gì không? Trả lời đi. Ủa? Thấy gì cơ? Có thấy gì không? Thấy, nhắm rồi, em nhắm rồi. Nhưng mà có thấy gì không? Không. Ừ, đó là cuộc đời của cái mà không có Châu đó Châu. Tắt mic ở đâu nhỉ? Từ cái nút tắt mic ở đâu ấy, từ nhớ là Get a room. Má ơi. Đến nước này rồi thì chả lẽ tôi lại phải bày tỏ tình cảm. Ok. Go on. Làm đi Châu. Làm đi. Ủa tôi im lặng hả? Có tình cảm đâu mà. Nó máu lạnh nghe. Đúng là bà ở. Đúng là báo tuyết. Báo tuyết có khác nhở. Ờ, nó lạnh quá. Lạnh còn hơn cả Bắc Cực. Châu từ chối tình cảm của tôi rồi. Tôi buồn quá. Tôi đau đớn. Con báo tuyết không để gục ngã. Một con mèo được cắt. Tôi gục ngã. Nhưng mà quan trọng là tôi tìm hết sách vận của nội tại mà tôi. Từ từ nhá. Mẹ. Từ từ mọi người ạ. Chúng mình hãy chào khán giả đi. Nhí. Ừ, chào mọi người nhá. Okay. Cảm ơn mọi người đã đã đến với cái stream bất ổn này. Yeah. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Okay. Còn lời cuối cùng thì không ngủ ngon. Yasumi. Yasumi. Kính thưa quý vị đại biểu. Kính thưa gì vậy trời, quan viên hai họ, hôm nay chúng ta đến đây để xem diễn xiết rồi vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã đến coi. Ok, ôi yêu đùa em sao nhở. Okay, em ơi ru gì vậy, hình như tôi với cô không quen câu này sao ấy. Ừ, nhưng mà trước đấy ai đây Cat đấy, bà hãy cảm ơn tôi về cái vụ này. Ok ok này, hôn má này. Ok mà. Ấy, tôi mới giờ hôn ai vậy? Tôi mới hôn ai vậy ta? Trời,
cho làm lại lần nữa đi được không? Cho làm lại đi. Okay. Đây đây đây, từ từ. Bắt đầu tao bộ hôn nhá. Ok. Ok nào, tới đi. Ok. Ok. Rồi đó. Eo. Ơ kìa, Vương Cơ Lan có ý, một ý nguyện kìa. Đọc đi. Đâu, ý nguyện gì? Đâu. Nguyện gì? Mà. Ê, ý nguyện gì? Đâu? Ý nguyện của Vương Cơ Lan là hai Oni-chan cái để đi ngủ nào. Kìa, bạn nào có giọng Loli đi. Hả? Nè, tôi sẽ cố. Tôi sẽ cố. Đâu. Ok, lên cát, lên. Luôn. Hai Oni-chan. Ủa, rồi rồi. Ôi, sợ nhỏ, không quen ấy. Cứ bị không quen ấy. Châu làm thử Châu. Ngựa. Oni-chan. Châu làm sao cơ? Oyasumi. Châu là Onija. Từ nhá. Từ cái hạnh phúc này đến hơi sớm. Hạnh phúc này đến hơi sớm. What the fuck? Cái gì? Gì vậy? Hả? Gì vậy? Ủa gì? Bạn biết. Thì mấy mẹ cứ giả vờ quên đi ở. Oni-chan Obaka. Kìa. Đến Châu. Châu làm đi Châu. Châu làm gì cơ? Oni-chan Baka cái gì đó. Baka. Bà. Nói như nào? À, ai biết bà. Tức muốn nói. Thử nhá, dơ quá. Thử đi. Ủa cái gì mà cũng kêu dơ luôn. Ủa. Cái gì cũng ấy được ấy. Những cái người ấy mà hay mà bảo là em ơi cái này kinh thế hay dơ hế là đầu nó phải đâu, người ta nghiêm túc ấy, hiểu chưa? Nghiêm túc thôi, đen tối thì vẫn đen tối hở. Thế không dơ sạch được chưa? Sạch thế. Ui dạ, rất là sạch. Nói kiểu gì, câu này kiểu gì nhỉ? Chết rồi, từ bị mất cái giọng đấy rồi. Từ. Từ okay. Mọi người đã được không? Mọi người sẵn sàng. Chữ một được không? Mọi người sẵn sàng. Được. Nói nhẹ nhàng thôi được không? Được. Cảnh báo lượng nha mọi người, cảnh báo lượng. Oni-chan Obaka. Chưa rồi, nghe giống cái gì nhỉ? Nghe giống trẻ sâu hơn là Loli ấy. Nghe giống Sota, nghe giống Sota. Clip ta. Ừ, nghe giống Sota. Ồ. She mất ổn. Thế là trong này là ai cũng có giọng hết, chỉ có mỗi tôi là có cái giọng cười thôi. Thì bồ làm giọng món mì cũng được mà. Làm món mì đi. À ra à ra đi. Mỗi người một nét rồi đúng không? Rồi, giọng mì phải để Châu chứ. Gì? Eo ơi kinh ấy. Anh nhầm như eo ơi sạch ấy. Không đúng à? Không đúng à? Đúng. Em ơi, bây giờ có 3 người nhá. Một mami này, một Loli này, một Sota. Ơ, không phải là đủ bộ à? Ừ, đúng rồi. Đấy, ba mẹ cơ. Ôi, đẹp quá vậy. Đúng rồi. Ồ, nhưng mà tôi đâu có biết nói. Thì bộ chỉ cần a ra a ra. Tôi không. Ồ, nhưng mà nhá, tôi không nói được a ra a ra đâu. Có thể tôi thử rồi. Đã thử và tự cringe chính bản thân mình. Dễ mà, dễ mà. Thì nó... Tôi không nói được. Được mà. Thật. Bồ nói được. Nói được, tôi không nói được. Cái là người áp lực. Được, bồ sẽ nói được. Không thật sự. Ê. Sao vậy? Gia ly. Tôi vừa... gia ly hẳn ta. Tuệ. Áp lực hơi bị... áp lực to lớn. Không, nhưng mà thực ra nhá. Tôi không biết làm sao nhưng mà tôi thử. Ngày xưa tôi thử. Tức là tôi nói chuyện bạn ơi xong rồi tôi bảo... Tôi kiểu cái lúc đấy đang hot cái vụ Arara với cả... Ú ấy. Mà tôi không nói được cả hai luôn. À. Đứng giữa. Ừ. Nghe ú chứ, nghe ngu lắm. Thôi kêu tiếng khỉ đi, trời mỗi người một giọng mà. Tiếng khỉ thì cũng được. Nghe ú nghe như kiểu, nghe nó ngu á. Xong còn ara ra hả, từ. Ú là kiểu gì, như nào? Ú là kiểu dễ thương ấy. Ừ đấy, đấy kìa. À lắm. Anh nhầm sạch thế. Kiểu đấy. Còn tôi... Ôi, nói chung là... Châu mà nói chắc là nghe giống Sota. Yeah. Thử đi Châu. Nói đâu, sợ lắm rồi đấy. Thử đi Châu. Thử. Thử đi Châu. Nói lại đi, nên nói mẫu lại đi, sợ quá. Insert tiếng ống nước. À lắm.
Không biết là nói thì đúng chết rồi, nhỡ đâu nhầm thành tiếng sủa ra chết rồi. Ông 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 ông. Tắt mic thử phát. Ok, bật mic lên. Ở đây chúng tôi không có nháp nha. Không được nháp. Làm thiệt luôn đi. Ồ. Eo ơi, giống con chó rồi đấy. Hay là con chó dễ hơn. Cưng thế. Nghe cư tè vậy. Nghe cư tè đó mà. Ok. Thật sự là bộ không làm được ara ara hả? Rất buồn. Không làm được. Cùng lắm là nói được kiểu dạng như ara ara. Hết. Đó. Clip. Clip. Nghe. Cái này. Nghe cái gian ngồi. Tăng âm lượng lên. Ôi trời ơi. Bây giờ cho thêm reverb với cả echo vào chắc là nghe nó đúng. Rồi. Chó này cute mà, đúng rồi. Chó này cute. Wow. À, tôi chắc là đặc biệt là tôi làm được cái giọng đấy, không hiểu tại sao. Ôi. Ooh. Mèo nhưng mà cái chó. Ai dô. À, đúng rồi. Nếu bộ không là thầy giáo Julie. Người ta hai quả bự chà bá này mà thầy giáo cái gì? Em ơi đừng nói nữa, người ta không có, người ta tủi thân mà. Rất buồn. Ờ, giờ nhắc mới thấy hai đứa này trông phẳng nhỉ, buồn thế. Không sao. Ôi, em đùa, em làm sao ấy. Rất buồn. Rồi, hay kết thúc stream này, kêu thêm tiếng nước. Tôi không có. Tiếng ấm nước là tiếng cười, tiếng đun nước. Không nước nữa, nhà nhà. Không kêu tiếng nước. Cái tiếng đun nước của May rất là thú vị. Yes. Có. À, ừ. Ừ, bà May đấy mà bà cười thôi. Tôi trông nhắm ấy. Kiểu, tôi không biết làm sao tả, tôi không cười được kiểu này. May, vô DC làm mẫu cá. Vô DC làm mẫu. Ừ, May. May vào để tôi đun, trà, tôi cần nước uống trà, May. Yeah. Triệu hồi May. Thời gian hồi tôi May. Cười, tôi không cười ra tiếng được, tôi chỉ cười thành tiếng thở dốc thôi như cười. Đấy, tôi chỉ cười như thế này. Thật đó. Ôi thật đó. Ôi bảo sao nãy mình nghe tiếng, mình cứ tưởng là tiếng mic của bà bị làm sao cơ. Tiếng tôi chứ tiếng ai. Đi con trông này dơ rồi. Dơ quá. Anh nhầm sạch quá. Bà này hình như là cái câu cửa miệng của bà là Là dơ thì phải. Câu này cũng hay mà. May, hello. May. Vào demonstrate quả cười đun nước. Thằng học tới mình phải chọc cười. Mình phải chọc cười bả mới được. Kiếm okay. Cái gì đó chọc cười bả đi mọi người. Không cần phải chọc cười đâu, thi thoảng tôi đang ngồi một mình ấy xong tôi ngồi cười được mà. Đó, mọi người cứ nghe cái tiếng không? Mọi người cứ nghe không? You okay, bro? Oh, yeah. Đó, okay. Đó, cái tiếng đun nước là cái tiếng đó. Thank you, man. You okay, bro? You okay? Yeah, I'm okay. Rồi lại cười cả đấy rồi. Đấy. Cảm ơn. Thank you, Hanai. Đây rồi. Có đủ nước uống rồi mọi người. Cảm ơn. Mọi người uống nước chưa? Mà nước sôi thì không uống được. Thổi đi cho nó nguội, thổi đi. Mọi người đã mất tiêu rồi. Từ từ cô mấy cô uống, từ từ cô mấy, từ từ cô, từ bình tĩnh ra cô ơi. Thở đều thôi. Thở vào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Giống mấy cháu, làm đôi mắt cười quá. Ôi giời, hình như con này không ổn. Từ từ cô ấy có ổn không cô? Nhìn mặt bà thử coi có ổn không? Hành ai? Số máy đây. Nếu bắt số máy thôi. Thế rồi, thế chết thôi rồi. Từ từ, mây tóc trông màu gì?
Màu đen đúng không? Màu đen đúng không? Đúng rồi, sao biết? Trời ơi, chết mà. Đương nhiên rồi, thị lực 10 trên 10. Làm sao mà nhầm được? Hít thở, hít thở. Hít thở vô, hít thở vô. Cắt là chúng mình nhìn vào mắt nhau đi. Ok, ok, ok. Dùng con mắt tưởng tượng. Các đời nói cho tao tiếp tục bao nhiêu con mắt? 10 con mắt. Ủa? Thiếu hai đôi nữa rồi đấy. Ồ, vậy hả? Ở đâu nữa vậy? Thiếu hai đôi là 4 con rồi đấy. 12 à? Bồ dấu ở đâu? Bồ dấu trong người đúng không? Hai đôi mà. Đồ ra. Hai đôi tôi. Đồ ra tôi chỉ. Từ từ tôi đang đố cô May mà chắc tôi quên mất. Mày ơi, tôi có bao nhiêu cái tay? Mày tôi có bao nhiêu cái tay? Bốn. Cái gì? Cái gì ấy? Bốn. Ủa? Bốn đúng không? Bốn đúng không? Đúng rồi, bốn này đúng rồi. Chứ rồi mọi người có cảm thấy là thực ra mình hơi bị lạc đề không? Nó là end stream ấy, nhưng mà end stream cũng được tập đâu 15 phút rồi đấy. Ngô La đang một mấy người đang làm gì vậy? Không sao. Đang nhìn vào mắt này. Không, bọn mình nhìn mắt nhau nữa khổ quá, mắt người ta bé. Không phải bọn mình đang em ơi, đang thật đấy. Thì cười thôi mà. Thì đừng body sang thì cười nhau. Ok. Thì cười. Thì cười. Ai cười lâu nhất được một vé lên thiên đàng. Yes. Thôi thua rồi, đi ngủ nha. ngủ kịp. Tắt máy, tắt máy, tắt hết. Thôi, thế mọi người. Ngủ trưa, ngủ đêm. Mọi người chào đi. Ok. Bye bye. Còn lời cuối. Còn lời cuối ông sợ đấy. Còn lời cuối nữa đấy. Lời cuối là thêm 15 phút nữa. Có thể nói lời cuối mẹ gì đâu. Ok. Rồi lời cuối thật nhá. Lời cuối trong hôm nay. Ok, lời cuối. Lời cuối. Câu cuối cho một cuộc tình. À rồi. Ai bắt đầu trước đi, ai vô trước đi. Em cho em bắt đầu trước. Ok. Đầu tiên. Tạm biệt. Rồi hết rồi. Ok, cắt. Ok. Cảm ơn. Alo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quan viên hai họ. Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi dự hôn lễ. Alo. Không phải hôn lễ. Đã đến dự tiệc gì đó không biết nữa. Ôi nồi. Cảm ơn quý vị đã xin lỗi được chưa, lần đầu làm chung mới thêm 15 phút nữa. Lần đầu làm MC được chưa, xin lỗi. Cảm ơn quý vị đã đến dự đại hội team building lần thứ nhất. Không biết là có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì không, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn một. Và buổi meeting của chúng ta đã thành công rực rỡ, một tràng pháo tay. Yeah. Mây nói gì Mây? Các mọi người cũng ngon. Tụi thích. Ok, sủi nhá mọi người nhá, sủi nhá. Bye bye mọi người. Bye. Mua. Ok. Mẹ.